Dạ, kính thưa các hành giả, hôm nay buổi thứ tư hàng tuần buổi trình pháp với sư Thanh Minh, xin mời các hành giả ai có câu hỏi hoặc có vấn đề liên quan đến pháp thực hành thiền ạ, có thể giơ tay ạ để có thể trình pháp trực tiếp với sư ạ. Dạ, thưa sư, sư có thể gọi từng người. Cứ chú chắc chắc Dạ vâng ạ. Dạ xin mời hành giả chắc ạ. Ban tổ chức sẽ mở mic ạ. Dạ. Dạ con cảm ơn đại sư. Dạ đại sư có nghe con nói lại không? Sư có nghe được. Dạ. Chắc hành thiền, thời gian ở nhà hành thiền tốt không? Dạ thưa sư, từ lúc ở chùa về thì con chỉ có hành thiền tốt lúc hồi từ cho đến cuối tháng 12 với đầu đầu năm thưa sư. Dạ sau đó gần Tết với lại con cũng có nhiều việc với lại là con cũng sắp xếp để cái đợt đi làm xi ma vừa rồi xin chùa phó pháp sư. Dạ nên là nó cứ dồn công việc lại nên là con hành ít hơn chứ. Dạ. Rồi ngồi định tướng nó có ổn định không? Dạ thưa sư thì từ lúc ở chùa về thì con hành thì con thấy như bây giờ thì con hành nói chung là nó con bắt vô thì nó rất là nhanh chứ nó cũng ổn định, chỉ có điều là con giống như con ở nhà chắc là con ngồi ít hay sao con không có kéo dài được như là con lúc con ngồi ở chùa. Ở nhà thì ngồi được mấy tiếng liền? Con ở nhà có mấy cái thời giống như cái thời mà con dạ con tới từ lúc ở chùa về á, cái thời mà con ngồi dài nhất á khoảng 4 tiếng rưỡi chứ, nhưng mà cái khoảng thời gian mà gần sau này á con ngồi khoảng cứ khoảng trên dưới 2 tiếng là thôi rồi chứ. Mà con cũng biết đó là tại vì cái một phần là việc với lại một phần đó là con thấy giống như là con giống như là chắc có lẽ là không có được một cái sự mà giống như là xa rời tất cả mọi thứ giống như ở chùa ấy chứ. Nên là nó cứ nó ngồi nó đến một hồi cái con mặc dù là con thấy là duy trì và nó cũng bắt rất là nhanh và nó cũng ổn định vậy đó. Nhưng mà được một lúc được khoảng hơn 1 tiếng hoặc là đến gần 2 tiếng là bắt đầu là bắt đầu thấy nó yếu đi và nó bất tâm vậy. Thôi kệ nó, cứ giữ được như vậy là được. Con cũng hy vọng là lúc nào có cái sắp xếp được thì ngồi nó nhìn nhiều hơn 1 tí thì nó Cứ giữ thế, mà lúc nào định nó sung mãn thì để tâm ở trên tự tướng đó. Còn nếu mà thấy định nó yếu thì cứ quan sát hơi thở. Xong là cứ quân bình năm căn thất giác chi để cho mình thành thạo thuần thục mấy cái đấy đi. Biết cách quân bình như thế, thỉnh thoảng mình tác ý tinh tấn quá thì định tĩnh để quân bình nó lại, thấy định tĩnh quá thì tinh tấn lên một tí quân bình nó lại. Cái tuệ cũng vậy, lúc nào mình thấy cái đối tượng rõ ràng thì đấy là tuệ, mà tuệ mạnh quá thì cũng phải định để quân bình nó lại, cho cái tuệ nó đừng quá thái quá, cũng đừng cho cái định nó thái quá. Thì niệm thì lúc nào cũng có mặt là được, không lúc nào thất niệm là được. Dạ thưa sư con cái khoảng thời gian mà từ chùa về thì thật ra nó cũng bắt đầu từ cái lúc con còn ở chùa rồi thì đến giờ sư con hành thì con thấy là giống như trước trước khoảng thời gian đó đó thì con hành thì thường là ánh sáng thì nó giống như là kiểu như nó cháy rất là rực rỡ trong khoảng khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng rồi sau đó nó sau đó nó mới đậm đậm lại. Thì có cái lần mà con có trình pháp với sư thì nói là khi cái tâm mình mạnh thì cái ánh sáng nó đậm lại như vậy. Thì bây giờ hầu như là con ngồi á là nó cứ đậm đầy miết thôi, nó cũng không có lên quá mà nó cũng không có xuống quá, thì nó cứ dày dày con chỉ có là giống như là con chỉ có không tâm quá là con lo lắng là cái gì bị không thể làm gì chứ nó cứ lờ đờ đó, kể cả con mà con muốn nó mạnh hơn cũng không có được, cũng nó cũng cứ dạng đó chứ. cũng có lúc mình phải chú tâm mạnh mạnh vào một tí nhé. Khi bắt đầu ngồi thì để tâm nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà ngồi lâu mà thấy nó sung mãn lên thì cũng phải hơi hơi chú mạnh lên một tí, chứ đừng để nó yếu quá. Đôi khi chỉ có cái là mình mà chú mạnh quá thì nó trở nên thái quá thì nó lại kém đi. Nên là cái định thì sẽ có lúc nó mạnh lúc nó yếu, chứ nó cứ đều đều quá thì nó giống như mình lại thản nhiên quá.
là mình không điều khiển nó nhé, nhưng mà cái mức chú tâm của mình ấy, thì nó cũng có lúc mình phải hơi hơi chăm chú, có lúc thì mình cũng hơi hơi nhẹ nhàng, nhưng mà cũng không được chăm chú nhiều quá, mà cũng không được nhẹ nhàng nhiều quá. Đấy, nhưng mà vẫn phải thường xuyên có cái sự điều chỉnh cho nó vừa phải. Chỉnh làm sao mình cảm thấy cái định nó mạnh thì cái tâm của mình nó hút sâu, và mình cảm thấy cái định nó mạnh thì cái sự hỷ lạc khinh an nó cũng mạnh theo, cái tự tướng nó cũng sáng rực theo, thì tự tâm mình cũng cảm nhận được cái mức định như thế này mới là sâu, mới là mạnh, vọng tưởng nó ít đi thì cái đấy nó sẽ tốt. Còn cũng có lúc cái định nó yếu mình cũng nhận ra được, cái định như thế này là yếu thì mình cũng phải biết. Vậy cứ tiếp tục vậy đi. Con cảm ơn sư ạ. Liên ngân. Liên ngân. Dạ vâng. Dạ ban tổ chức xin mời hành giả Liên Ngân ạ. Dạ con xin chào thầy. Cô có tập thiền đều không? Dạ có, con mới thực hành hiện nay khoảng một tuần. Một tuần. Dạ. Có tự hành hay là có ai hướng dẫn không? Dạ con có nghe bài giảng của sư với sổ tay thực hành thiền định. Thế là ngồi được lâu không? Một thời ngồi được bao nhiêu? Mấy tiếng? Dạ con ngồi được một tiếng. Một tiếng cũng được nhá. Thế là ngồi thì giữ lưng thẳng, đầu thẳng nhá, nhắm mắt lại để hơi thở đi vào đi ra tự nhiên, mình chỉ nhận biết hơi thở cửa mũi này thôi nhá. Thì hơi thở nó đi vào mình biết nó đi vào, nó đi ra biết nó đi ra. Phải biết rõ ràng hơi thở đi vào và đi ra nhá. Vào khác, ra khác. Thì mình cũng phải biết rõ cái hơi thở đấy nó đang đi vào mình biết, đang đi ra biết, nhưng chỉ biết nó ở ngay cửa mũi này thôi chứ không được theo nó xuống dưới người nhá. Không không được quan sát vào trong người. Và lúc mới hành thiền đừng có quan sát những cảm giác ở trên người mình. Cũng đừng để cho cái tâm nó đi ra xa quá, nó chỉ biết ở gần cửa mũi này. Còn những cái suy nghĩ nó đến thì mình buông nó đi thôi, buông bỏ những suy nghĩ đi. Thì luôn luôn ghi nhận và nhận biết hơi thở như vậy. Tập trung tâm vừa phải, đừng chú tâm mạnh quá, cũng đừng để nó yếu quá. Thì điều chỉnh sao cái chú tâm vừa vừa biết hơi thở. Khi thấy nó căng căng thì mình phải giảm bớt cái chú tâm đi. Khi nào mà thấy cái chú tâm nó yếu quá, vọng tưởng nó lên nhiều quá thì lại hơi chăm chú lên một tí. Cứ duy trì như vậy, dần dần nó sẽ cái tâm mình nó thuần thục thì nó sẽ chú trên hơi thở liên tục, là sau này thì sẽ đắc định được. Có cần hỏi gì nữa không? Dạ, lúc con ngồi cái hiện tượng như là hai mắt mình nó bị chặt lại á. Đấy là do để tâm lên trên mắt đấy nhá. Không được hướng tâm lên trên mắt mà phải hướng tâm dưới mũi này, mới lại để nhẹ nhàng tự nhiên hơn. Cái hiện tượng đấy nó cũng là do căng quá, chăm chú mạnh quá nên nó vậy nhá. Đấy là do chú tâm mạnh quá nó mới hiện ra như thế. Giảm bớt cái chú tâm đi, nhẹ hơn một chút nữa. Ngồi mà nó cảm thấy thân tâm nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là an ổn ấy. Nó không có hiện tượng là căng thẳng, khó chịu, nhức mỏi gì thì đấy mới là tốt nhất. Nhẹ nhàng lại một tí nhá, chú tâm nhẹ lại một tí là được. Cảm ơn sư. Con thưa sư, có hành giả Phạm Minh Thắng ạ, có bạch sư và hỏi ạ. Dạ con kính bạch sư, khi con chú ý vào hơi thở thì con có cảm giác như hơi thở bị ý thức điều khiển hơi thở, bị ý thức điều khiển hơi thở chứ không để tự nhiên được ạ. Như vậy thì phải làm sao? Nó vừa phải thì tại vì mình cũng dù nó ý thức mình không chủ động điều khiển hơi thở là được, chứ mình đừng có cảm giác quá ấy. Đôi khi cái tâm tâm lý của mình lại, lại lại căng thẳng quá, xong là mình cứ sợ điều khiển ấy. Mình đừng có sợ, chỉ khi nào mình có cái sự chủ động là ta sẽ điều khiển hơi thở thì cái lúc đấy mới được gọi là điều khiển hơi thở.
Còn cái sự mà mình chú tâm vào, mình chỉ nhận biết hơi thở thôi, thì mình cứ cứ nhận biết hơi thở một cách tự nhiên, đấy cũng là tự nhiên rồi. Tức là khi nào mình chủ động hơi ít vào này, thở ra này, giống như cái người người ta tập khí công ấy, người ta chủ động, người ta hít vào, người ta chủ động, người ta thở ra này, hoặc người ta nín hơi thở này, thì cái đấy mới được gọi là điều khiển hơi thở. Còn ở đây mình không hề có cái sự chủ động hít vào, không chủ động hít thở ra, mà mình chủ động quan sát, thì cái chủ động quan sát đấy không liên quan gì đến cái việc chủ động điều khiển hơi thở hết. Nên là đừng lo quá đấy, cứ phải bình thường thôi. Thì không, trong cái lúc mình chú tâm trên hơi thở đấy cũng chú tâm vừa vừa thôi, đừng có chăm chú quá mức, thì nó cũng không có cái sự là mình điều khiển hơi thở. Cái thứ hai nữa là mình đừng có ngồi phán xét, là cứ hoài nghi thắc mắc là không biết mình tập trung thế này có đúng không, mức độ tập trung như thế này đã vừa phải chưa, không biết là mình hành như thế này có sai ở đâu không. Nếu khởi lên những cái tư tưởng như vậy nha, là tâm nó bất an, tâm nó bị loạn động, nó căng thẳng, nó sẽ rất là khó chịu. Mình phải phải bỏ qua được những cái suy nghĩ đấy, cứ ngồi thản nhiên thôi, vẫn biết hơi thở vào ra, và cái tâm nó vẫn cứ tỉnh táo như cái lúc bình thường này. Thỉnh thoảng nó nghĩ chuyện này chuyện kia một chút, nhưng đừng đi theo những cái suy nghĩ đó. Khi cái những cái suy nghĩ nó khởi lên nhiều quá thì nhắc nhở tâm buông bỏ suy nghĩ đi, biết hơi thở, biết hơi thở. Cứ tập như vậy một thời gian nó thuần thục đi rồi thì lúc đấy bớt cái áp lực căng thẳng này, bớt suy luận về cái sự thực hành của mình nữa. Tức là mình ngồi mình cảm thấy nó rất là bình thường, nó rất đơn giản, nó rất dễ dàng, thì lúc đấy đi là nó sẽ tốt. Tại bây giờ mình còn bỡ ngỡ cho nên nó hay nghĩ mông lung một chút, vậy nên là cứ thực hành nhiều thì nó sẽ quen đi, thì nó sẽ thản nhiên luôn. Con thưa sư, con xin chủ động gọi tiếp các hành giả tiếp theo ạ. Dạ, ban tổ chức xin mời hành là Phạm Văn Trượng ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ, con thành lên sư ạ. Ờ, sư con xin kính bác ạ. Dạ, con bạch sư, con thì vẫn vô ngày ba ba thời ạ. Buổi sáng con khoảng 2 tiếng, buổi trưa 2 tiếng, buổi tối cũng được khoảng 1 tiếng thôi ạ. Thế là vậy, vậy tốt rồi. Trong lúc mà biết hơi thở ấy thì nó có duy trì được cái chánh niệm, tức là nó nhận biết hơi thở được đều đặn từ đầu đến cuối không? Con bạch sư thì con ngồi thì đầu tiên con niệm ấn Đức Phật, thì con chú ấn Đức Phật thì con cũng thấy tỉnh giác nhiều. Và Cứ thì sau khi mà tâm con nó cũng con thấy nó hơi vắng lặng thì con chú cái tâm hơi thở. đấy, cứ cứ làm như Dạ. vậy nhé, cứ duy trì như thế. Con bạch sư là con cho con hỏi cho con làm này có đúng không ạ? Tức là khi con ngồi đến một hai thời, thường thường nếu con ngồi ngồi mà lâu ấy thì có thời thứ hai nó hơi căng đầu ạ. Nó hơi căng, hơi căng Hoặc thì là người đã có chịu thì con này niệm con giải tâm từ thì có được không ạ? Sau đó được con lại chú tâm hơi thở. được được à, nó căng quá là do mình bị chú tâm nhiều quá đấy, căng thẳng quá. Mà vẫn tức là trong cái lúc nhận biết hơi thở, làm sao mình vẫn giữ được cái tâm thản nhiên nhẹ nhàng nhé, không 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 bị chăm chú quá. Như là mình cứ nhìn chằm chằm ở hơi thở, nó sinh ra cái chăm chú quá là nó hay đau đầu. Hoặc là ở cái nếu mình tập thiền chưa quen thì nó căng thẳng, nó cũng hơi đau đầu một chút. Như vậy thì lúc ấy rải tâm từ được, để cho nó dịu tâm lại thì xong lại quay về hơi thở nữa. Được một tiền chưa ạ? Dạ, ban tổ chức xin mời hành giả tiếp theo Hà Đình Hải ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Thầy sư ạ. Ờ. Sư là con thì con mới bắt đầu Mới bắt đầu. được cái học đầu tiên À. ạ. Con tập thì mới bắt đầu tập thôi, hôm trước con đã có lên chùa, con ở Thái Bình rồi. Lên À. chùa thì cũng hỏi có sư để mình về mình tập, con là tập ở nhà. Ừ. Con mới tập được
gắng để tập ngồi 1 tiếng. Một tiếng. Thế thì cái sao của con là cái tâm của con là nó cũng chạy. Đấy, nó có nghĩa là nhiều lúc là nó mất, mình không theo dõi được cái thở nữa, mình không tâm thì mình lại phải điều trở lại để mình chú tâm vào. Nhưng mà con thì con không nhận thấy cái hơi thở nó ra vào, tức là nhận 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 biết bằng ý thức thôi chứ không nhận biết được bằng cái cảm cảm xúc, tức là có gió đi vào ấy, đi ra thì con không nhận biết được. Đấy, thế là cái thứ hai là có những lúc mà nếu mà nhắm mắt là con cũng có tình trạng là có lúc là bị buồn ngủ. Phải Thật sự vẫn là con mới tập thì vẫn có những cái tình trạng thế đấy. thế bây giờ chú phải đếm hơi thở nhá, phải đếm hơi thở từ 1 đến 10 hoặc từ 1 đến 8 cũng được. Nhắm mắt vào, vẫn phải nhắm mắt chứ không được mở mắt nhá. Nhắm mắt vào, ngồi cứ tư thế nhẹ nhàng tự nhiên, tư thế nào cũng được để cho nó thoải mái, đừng đừng chú trọng về tư thế ngồi quá. Cái lúc đấy nhờ sẽ hướng cái tâm lên trước cửa mũi này. Cái chỗ mà nhận biết hơi thở dễ nhất là cái vần môi trên này này, cái da nhé, cái da môi trên này nó sẽ có cái luồng hơi thở nó rất là nhẹ, nó rất là mong manh, nó mát mát ở đấy, nó hơi chạm vào chạm ra là ở cái trước cửa mũi này, và mình chỉ ghi nhận cái hơi thở đấy thôi. Vì cái hơi thở nó không có hình dáng rõ ràng, nó không giống như là mình thấy cái gì đó bằng mắt thường, mà mình chỉ cảm nhận nó bằng ý thức. Mà nhưng ý thức ở đây mình vẫn phải cảm nhận được đúng cái luồng hơi thở nó ra vào ở cửa mũi này thôi, chứ mình không được đi theo nó vào trong người, không được quan sát cái hơi thở ở cái bụng này, không được quan sát ở ngực này, cũng không được quan sát ở bên trong mũi này, mà phải quan sát ở cửa mũi này. Một là để tâm sát vào cái da ở cửa mũi này thì sẽ thấy cái luồng hơi thở nó hơi hơi sướt sướt, nó chạm chạm ở đó, thì mình chỉ nhận biết cái luồng hơi thở đấy rồi một lúc sau, một thời gian sau nó thuần thục đi rồi tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ bắt được toàn bộ toàn diện cái hơi thở đấy, và lúc ấy mình sẽ thấy nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là an vui, nó rất là tỉnh táo. Khi mình bắt được hơi thở rồi thì nó sẽ bớt hôn trầm. Còn mình mà không bắt được hơi thở ấy, thì cái tâm nó không biết chú vào đâu thì nó sẽ mông lung, thì nó sẽ nghĩ các cái chuyện khác, với lại nó sẽ hôn trầm. Nên là đôi khi mình đang nhận biết hơi thở nó cũng có những suy nghĩ nó khởi lên, thì cứ mặc kệ nó, mình không quan tâm đến nó là được, không đi theo nó. Mà nó khởi lên nhiều quá thì mình nhắc nhở tâm là buông bỏ suy nghĩ, biết hơi thở, biết hơi thở. Thì phải đếm hơi thở chừng 20 đến 30 phút đầu ấy, thì nó sẽ bớt suy nghĩ năng xăng. Cái hơi thở đi vào đi ra đếm 1, vào ra đếm 2, vào ra đếm 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chỉ đếm 1 đến 8 được, mà đếm từ 1 đến 10 được. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Thế là cách đếm hơi thở thì nó xua được những cái tạp niệm, những cái suy nghĩ năng xăng đi. Cái suy nghĩ mà càng nhiều thì mình càng đếm nhiều. Cái suy nghĩ nó giảm đi rồi thì không đếm nữa. Thì lúc đấy thì mới biết hơi thở vào, biết hơi thở ra ở cửa mũi đó. Nó cứ một thời gian thì nó sẽ thuần thục đi. Mới đầu này thì nó chưa chưa thấy nó rõ ràng vì cái kinh nghiệm nó chưa nhiều. Cứ ngồi thật nhiều nhiều thời trong ngày cũng được. Ngồi bao nhiêu cũng được nhé, không giới hạn. Kể cả một ngày mình ngồi 5-6 lần cũng được. Nếu có ít thời gian thì ngồi ít, nhưng có nhiều thời gian cứ ngồi nhiều. Càng ngồi nhiều thì nó càng quen thuộc, nó trở nên quen thuộc rồi, nó trở nên thuần thục, thì sau này cái tâm mình chỉ cần nghĩ đến hơi thở cái này nó chạy về cửa mũi này luôn. Thì mình tác ý nhận biết hơi thở một cái là nó buông hết những cái suy nghĩ khác, nó nhận biết hơi thở ngay. Bây giờ thì cứ cứ tập như thế là được, cứ tập đi thì nó sẽ thuần thục dần dần. Con hỏi là cách đếm ạ, mình đếm từ 1 đến 8 hoặc từ 1 đến 10 thôi, mình lại đếm nó quay lại như thế nào? Đấy, xong là lại quay lại đếm từ 1 đến 8, tức là từ 1 xong đến 8 thì lại quay lại đếm từ 1 đến 8. Cứ như thế chừng trên dưới 20 phút rồi dừng lại. Rồi là lúc ấy chỉ biết hơi thở vào ra biết vậy thôi. Xin sửa. Ban tổ chức xin mời hành giả tiếp theo ạ, Nguyễn Thị Trang ạ. Ban tổ chức đã mở mic ạ. Con xin hành lễ sư ạ. Dạ con xin trình pháp ạ. Dạ con bạch sư là con là hôm nay là buổi đầu tiên con tham gia. Con cũng chưa học thiền ở đâu bao giờ ạ. Chưa học thiền Nên đâu. con kính mong, vâng ạ, con kính mong sư chỉ dẫn ạ. Đây là đầu tiên ạ. Thế đã bao giờ tự hành thiền chưa? Hàng Dạ ngày. con cũng có ngồi ạ.
Con có ngồi chú tâm hơi thở ạ. À? Vậy thì bây giờ sư sẽ dạy cho từ đầu nhé, giống như là bắt đầu hành nhé. Thứ nhất là Dạ ngồi thiền thì cái tư thế ngồi thì mình phải có một cái không gian nhé. Đầu tiên phải có cái không gian yên tĩnh, tức là ngồi trong cái chỗ ngồi thiền ấy là phải không có cái người đi lại nói chuyện này, không có những cái tiếng động, tiếng ồn nhé. Và ngồi phải có một cái bồ đoàn, tức là cái tọa cụ nó êm để mình kê, mình ngồi cho nó khỏi đau chân. Còn cái cách ngồi thì ngồi thế nào cũng được, kết già cũng được, ngồi bán già cũng được, ngồi hai chân bằng nhau cũng được. Và khi ngồi thì giữ lưng thẳng, giữ đầu thẳng, nhắm mắt lại hoàn toàn để cho hơi thở nó đi vào tự nhiên và đi ra tự nhiên, mình không điều khiển hơi thở. Còn cái tâm của mình nhận biết hơi thở là phải hướng tâm lên trước cửa mũi này, ngay trên cái cửa mũi của mình nhá. Thế thì cái hơi thở nó đi vào đi ra, nó có cái làn gió nó chạm vào một trong ba vị trí ở trên mũi của mình ấy. Một là nó chạm vào cái da ở cửa mũi này, hai là nó chạm vào cái da ở chóp mũi này, hoặc là nó chạm vào cái da ở hai bên cánh mũi này. Thì mình chỉ cần chọn một trong ba điểm đấy để mình nhận biết hơi thở nó chạm vào chạm ra đấy. Rồi mình hướng cái tâm lên cái cửa mũi đấy và mình biết cái hơi thở đi vào đi ra ngay ở cửa mũi này thôi, chứ không được theo hơi thở vào trong bụng này nhá. Cũng không được để tâm cách quá xa với cửa mũi, mà để tâm gần gần ngay sát sát cửa mũi. Thì lúc ấy mình nhận biết hơi thở bằng cái ý thức cảm nhận nhé. Mình cảm nhận hơi thở đi vào, mình cảm nhận nó đi vào, nó đi ra, mình cảm nhận đi ra. Chứ không được dùng mắt để hướng xuống nhé. Mình không được đưa tâm lên mắt để hướng xuống hơi thở. Đấy, mà phải để tâm ở mũi này, để cảm nhận cái hơi thở. Thì đầu tiên là đếm hơi thở từ 1 đến 8. Để hơi thở đi vào đi ra đếm 1 và ra đếm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 được đến 10 cũng được. Thì lại quay lại đếm hơi thở như thế từng trên dưới 20 phút. Sau đó thì mình không cần đếm hơi thở nữa. Sau 20 phút thì biết hơi thở vào ra, nó vào biết vào, ra biết ra. Nhưng mình phải biết rõ nha, vào khác ra khác nhé. Hơi thở đi vào biết nó đi vào, ra biết nó đi ra. Nhưng mà và cái mà cần phải để ý nhất là cái sự chú tâm ấy, không được chăm chú liên tục. Đấy, tức là cái lúc mới đầu thì mình để tâm nhẹ nhẹ thôi, mình hơi hơi chăm chú, khi nào mình thấy nó căng căng thì lại hơi nới lỏng chăm chú ra một tí. Tức là tình trạng mình thấy cái tâm mà chăm chú nó yếu quá thì lại hơi hơi chăm chú lại một chút. Thì tức là cái sự chú tâm là không mạnh quá, không yếu quá, ở cái mức trung bình vừa vừa. Chú tâm mạnh quá thì lúc ấy sẽ thấy nó căng thẳng hoặc là người nó chóng mệt. Đặc biệt là cái chú tâm nhiều quá nó chạo cử. Tự nhiên mình cảm thấy người nó khó chịu, hay mình hay phải thay đổi tư thế do nó mệt mỏi. Còn nếu mà để tâm nhẹ quá thì sẽ thấy vọng tưởng nó sinh ra rất là nhiều, tâm nó nghĩ nan man, tức là nó suy nghĩ miên man sang những chuyện khác, thì đấy là để tâm nhẹ quá. Còn nếu như để tâm ở mức vừa vừa thì sẽ thấy là cái vọng tưởng nó rất là ít và cái thân tâm mình cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là an ổn, nó rất là thoải mái, dễ chịu. Thì đấy là mình đang để cái tâm ở cái mức độ rất là vừa phải, thì là nó sẽ như thế. Nên là phải cố gắng duy trì cái sự chú tâm vừa phải, không mạnh không yếu đấy. Trong lúc ngồi thiền ấy, tự mình phải nhận ra chú tâm mạnh quá rồi thì giảm bớt đi, chú tâm nhẹ quá rồi thì chăm chú lên. Thế thôi, còn suy nghĩ vọng tưởng nó khởi đến thì mặc kệ nó, không cần đi theo nó là được. Để khi nào nó khởi lên nhiều quá thì buông nó đi, rồi lại quay về nhận biết hơi thở. Thì trong lúc ngồi mà nó đau chân thì vẫn đổi chân được, không sao. Mà ngồi được một thời, được một tiếng thì ít nhất nhá, ít nhất phải ngồi được tiếng để nó thành thói quen đi. Chứ cứ ngồi ít quá sau này nó thành thói quen, nó không ngồi lâu được. Nếu mà có thời gian nhiều hơn thì ngồi lên tiếng rưỡi, 2 tiếng. Một ngày ngồi bao nhiêu thời cũng được, mà ngồi được càng nhiều càng tốt, không giới hạn. Và ngồi thời nào cũng được, không quan trọng. Đấy, bước đầu thì cứ tập như vậy nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. Con cảm ơn sư ạ. Dạ, ban tổ chức xin mời hành giả tiếp theo, hành giả Vũ Thị Thoa. Dạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Điều Phật mà phải trừ Ờ. thì mình trừ. Ừ. Còn ngày nào cũng con ngồi hai thời, cứ một ngày 4 tiếng, Ừ. 2 tiếng khoảng 2 tiếng tối Ừ. thì con cứ con ăn phi thời những cái ngày
dưới thì mất gần đây mới đau chân thì mới thi thoảng một con để ăn tí nhẹ để con ăn tuốc chứ ăn gì cơ. Ngồi 2 tiếng thì có ghi nhận được hơi thở suốt cả 2 tiếng không? Trong một thời á? Cũng thỉnh thoảng cũng áng đi thì còn lại kéo lại cũng theo dõi người tử vào ra cũng Trong có vọng tưởng đến thì còn lại cũng kéo lại. phải buông được cái vọng tưởng đi, chăm chú trên hơi thở. Khi ngồi cảm thấy người nó có an vui nhẹ nhàng Người thì con thấy an lạc ạ. không? Cũng Có biết rồi nếu tới thì lúc nào thấy ánh sáng không? có lúc có mà những cái ngày tới đây vừa gần đấy nó đau chân thì nó lại mờ đi còn mấy nhiều con cũng kệ con Vẫn cứ quan sát hơi thở nhá, không không đi theo cái ánh sáng đó. lúc nào con cứ giữ để nó có đau chân lắm lúc nó giật lên ấy, nhưng mà con cứ giữ đúng vào rồi điện thoại báo thức 2 tiếng thì con mới trả tiền. Đau chân cứ đổi chân đi, kể cả ngồi trên ghế để chân xuống, sủ chân xuống cũng được, nó sẽ đỡ đau. Vẫn đổi tư thế được nhé, đổi tư thế không sao hết. Hoặc Thế là tối đi. ngồi ở trên trên ghế xong là bỏ chân xuống dưới cũng được. Rồi cứ duy trì như vậy, cứ tiếp tục cứ duy trì thực hành đều đều như vậy, mà ngồi được nhiều hơn nữa thì càng tốt. Tụng kinh 30 phút thì con ngồi thiền À, như vậy là được. À, vậy được kịp. rồi cứ tiếp tục vậy đi ha. Chị ăn thử. Dạ, ban tổ chức xin mời hành giả tiếp theo Đỗ Thị Hậu ạ. Dạ Ừ. con thì dạ con chào thầy ạ. Ừ. Con thì thời gian thì con không có nhiều để hành thiền, mỗi ngày được khoảng 1 tiếng thôi, Ừ. nhưng mà có một lần có một lần hôm con đi chùa Hương về hôm sau con mệt lắm, con nằm cứ nằm nghiêng bên phải và con gối tay lên lên đầu con ngủ thì lúc đấy con đang thiêu thiêu thì bất giác nó bừng lên cái cảm giác nó rất là hưng phấn, xong là ánh sáng nó sáng lên ở trước kia trong mắt con đấy, xong cái cảm giác nó cứ lâng 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 một nó dài con cứ theo dõi nó lâng lâng dài, cái cảm giác đấy là con đang nằm thì không biết là như vậy là như thế nào rồi thầy. Như vậy là không được nhá, như thế phải phải bỏ ngay đi, không được đi theo cái đấy nhá, không không được đi theo những hiện tượng đấy. Rồi đi chùa Hương để nễ, cái tâm của mình nó tín quá, niềm tin nó mạnh quá, cho nó cứ nghĩ về thần thánh nhiều quá, cho nên sinh ra cái tưởng ấy, cái đấy nó là tưởng á, là không không được đi theo cái tưởng đó, và phải bỏ bỏ ngay nó đi. Con có cảm giác nó giống hệt như là cái cảm giác của con lúc đang ngồi thiền nhé. Kể cả cảm giác như thế cũng không không được đi theo nhé, quên quên nó đi, không 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 được nghĩ đến nó, vì những cái hiện tượng nó rất dễ sinh ra ảo tưởng ấy. Và khi ngồi chỉ để ý đến hơi thở thôi nhé, trong lúc ngồi thiền đừng đừng nghĩ gì đến những cái đấng thiêng liêng nhé, trong cái đấng này đấng kia ấy, không không được nghĩ gì cả, mà chỉ biết là vì mình có những cái phiền não cho nên là mình cần ngồi thiền để gột rửa những cái phiền não để đi. Phiền não tham sân si á, việc ngồi thiền là như thế, chứ không được mình nghĩ rằng là mình ngồi thiền để mình cầu cái sự gia hộ của đấng nào nha, của thần thánh gì nha, của Phật, của thánh gì nha, không được nghĩ như là để đi cầu nguyện gia hộ nha. Đi lễ mình cứ hay cầu nguyện, nó thành ra cái tâm nó bị hướng về cái đấng này đấng kia nhiều quá thì nó hay sinh ra ảo tưởng. Nên chỉ ấy thôi, biết là chỉ ngồi tại để cho tâm nó đỡ loạn xạ năng xăng. Ngồi với chính mình thôi chứ không phải đi cầu xin ai. Thì trong lúc ngồi thiền và quên cái trạng thái đấy đi, quên cái cảm giác đấy đi, đừng nghĩ đến nó nữa. Bây giờ ngồi thiền thì thấy nó thế nào? An vui nhẹ nhàng. Con có an vui khi mà
cái lúc mà chuẩn bị cái ánh sáng nó bừng lên thì con có cái gì đấy nó lâng 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 như kiểu là người say sóng hay là say thuyền hay là cái gì đấy. Xong đến lúc, nhưng mà ánh sáng của con nó cũng chỉ là mờ mờ thôi, giống như là mình bật cái bóng điện mà cái công suất nó cao lên, cái độ sáng nó cao lên hơn, chứ không phải như ở trong sách nói là sáng bừng lên hay là màu sắc, không có cái đấy. Nó chỉ như là mình đang thắp bóng điện 5W xong tự dưng có một bóng điện 10, 20W họ bật lên hay thế thôi ạ. Cứ mỗi người sẽ một khác nhau ấy, sẽ thấy cái đấy nó khác nhau, nên là cứ kệ nhá, mình không nghĩ là mình phải thấy giống như là ở trong sách hay là giống như người khác nói, mình thấy như thế nào thì mặc kệ, nhưng vẫn nằm nơ đi, không nhìn vào ánh sáng trước gì nhá, cứ quan sát hơi thở ở cửa mũi này, luôn luôn quan sát ở đấy, đừng đi theo một cái gì. Cái quan trọng nhất của người hành thiền là khi mình ngồi rồi nó sẽ xuất hiện nhiều cảm giác, nhiều trạng thái, nhiều cái hình tướng khác nhau ở trên thân hoặc ở trong tâm, nhưng mình không bị phân tâm, không bị đi theo, không bị cuốn hút theo những cái hiện tượng đấy, và luôn luôn chánh niệm tỉnh táo để ghi nhận cái hơi thở ở trước cửa mũi này, không bị những cái khác nó làm cho mình bị phân tâm, bị cuốn hút theo nó nhé. Dù nó là ánh sáng cũng không được đi theo nó, dù nó là những cái trạng thái nâng nâng nhẹ nhẹ dễ chịu ở trên người cũng phải nơ nó đi, không được đi theo nó. Như vậy là sẽ luôn luôn giữ được cái đối tượng là hơi thở vào ra, thì cái định nó luôn luôn tiến bộ tiến triển. Còn mình cứ thấy cái gì mà đi theo nó thì cái định nó sẽ bị yếu đi, cái nó không đạt được cái nhất tâm trên một đối tượng được. Thì vậy cứ Thì con hỏi pha con ngủ ấy, cái lúc mà có cái cảm giác nằm ấy, con ngủ là cái lúc mà con nằm bình thường thì cũng tự dưng nó bật cái cảm giác như là cảm giác kiểu như là cái cảm giác hưng phấn một chút, như kiểu là ngồi thiền ấy, lại như là cái lúc mà mình nhìn thấy ánh sáng ấy. Nhưng mà con mệt xong đấy, lúc xong đấy con lại ngủ, xong lúc sau con nằm nghiêng cũng có một cái cảm giác như thế, nó bừng tỉnh lên, con tỉnh ngủ xong là con lại ngủ. Biết cái đấy là Ừ do không, nó là chuyện bình thường nhé. Nếu như mình ngồi thiền mà có ánh sáng rồi thì cứ lúc nào mình nhắm mắt và nó cũng sáng, cái tâm mình nó sáng lên ấy. Khi ngồi thiền mình có cái trạng thái nhẹ nhàng nâng nâng đấy rồi, thì cứ bất cứ lúc nào ở đâu mình cứ nhắm mắt vào là nó cũng đều có trạng thái đấy nó xuất hiện. Thì cái đấy là bình thường thôi, không có gì đáng lo ngại nhé. Sau này mình cho hay mình có ánh sáng nó mạnh nữa rồi mình nhắm mắt là mình thấy toàn thân mình nó cũng cứ sáng rực, và nó có thể kéo dài suốt cả tiếng đồng hồ cũng có, chuyện đó là bình thường không sao. con hỏi là trước khi con học thiền ấy, thường thường con không bao giờ ngủ được trưa, nhưng mà có cái thời gian mới chuyển đổi công việc thì con cũng cũng vất vả, cho nên là con mệt con nằm, nhưng mà con nằm thì tâm con không ngủ được, nhưng mà người con nó như kiểu là như đang thở đang gáy ấy, thì không biết là cái lý do đấy có vấn đề gì không. Thôi không sao, đừng 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 suy luận, đừng phân tích và đừng đừng suy nghĩ đến những cái chuyện đó. Hãy buông nó đi, quên nó đi. Càng suy nghĩ nhiều nó càng loạn tâm nhiều. Hành thiền để cho nó định tâm chứ không phải là để cho mình đi với phân tích suy xét, phán xét những cái trạng thái đó. Nên là phải nơ nó đi, đừng quan tâm gì đến nó nhé, đừng nghĩ là tại hành thiền mà sao lại thấy cái này kia gì hết. Dạ, ban tổ chức xin mời hành giả tiếp theo. Dạ, xin mời hành giả Trần Kim Thu. Dạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ, con chào sư ạ. Ừ. Đây là lần đầu tiên con biết đến sư Ừ. và biết đến buổi thiền pháp ngày hôm nay. Ừ. Thế cô thì Dạ. có tập thiền không? Hàng hàng ngày có Con hay? chưa ạ. Chưa chưa Con biết. chưa bao giờ. Chưa bao giờ Dạ hành thiền à? dạ. Bữa cứ nãy sư dạy mấy người thì cô có ghi nhận được không? Dạ có. Ừ, thế thì cứ tập như vậy nhá, ở nhà phải có một cái không gian yên tĩnh nhé. Và phải có Dạ một cái ở một cái chỗ nào để ngồi thiền yên, và mỗi một lần ngồi thiền phải kéo dài 1 tiếng ít nhất nhé, ít nhất là vâng. 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi 2 tiếng được, mà một ngày ngồi 1, 2, 3, 4 thời cũng được nhé, nên là có nhiều thời gian thì ngồi nhiều, có ít thì ngồi ít tùy theo sắp xếp ngồi thiền được, nhưng mà ngày nào cũng phải ngồi nhá.
Cái nào cũng phải ngồi, giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt lại để hơi thở đi vào đi ra tự nhiên. Ý thức của mình nhận biết hơi thở ở ngay cửa mũi này thôi. Đầu tiên là đếm hơi thở từ 1 đến 10 vậy, xong lại khoảng trên dưới 20 phút. Rồi sau đó không không đếm nữa thì chỉ biết hơi thở đi vào đi ra cửa mũi vậy thôi. Thì cứ thực hành đều đều hàng ngày như vậy nhá. Đang ngồi đau chân thì vẫn đổi chân được. Cái vọng tưởng nó đến thì xua nó đi, thì lại quay về hơi thở. Chú tâm vừa phải, đừng mạnh quá, đừng yếu quá. Luôn luôn điều chỉnh cái mức chú tâm cho nó vừa vừa. Thì cứ duy trì như vậy nhá. Để mình phải hiểu được cái lợi ích của việc hành thiền thì nó mới có kết quả được. Có hiểu hành thiền để làm gì không? Để loại bỏ tham sân si. Ừ, thế là được rồi. Loại bỏ tham sân si và hành thiền sẽ đi đến niết bàn, đi đến giải thoát, đi đến chấm dứt cái khổ đau ở trong luân hồi tái sinh. Đấy là cái con đường hành thiền như thế. Cho nên là mình hành thiền mình luôn luôn phải thấy nó có cái sự an vui, thích thú ở trong đấy. Thì đấy là cái con đường đi đến cái sự lợi ích, sự an lạc, sự tiến hóa đấy. Tiến hóa để làm cho mình càng ngày càng trở nên cao thượng hơn, diệt trừ đi những cái ô nhiễm, những cái phiền não, những khổ đau. Thì cái sự thành tựu được là cái trí tuệ giác ngộ, cái chấm dứt khổ đau, cái niết bàn giải thoát. Phải hiểu như vậy, suy nghĩ như vậy và thực hành thiền thì nó sẽ sinh ra hỷ lạc, khinh an, rồi nó đắc định, nó xuất hiện quang tướng. Cứ tập đi nhá. Dạ, ban tổ chức xin mời hành giả tiếp theo. Xin mời hành giả có nick là Trần Thị Thái Phan ạ. Dạ, hành giả Trần Thị Thái Phan có trình pháp ạ. Xin mời bởi mật web cam. Dạ vâng, ban tổ chức đã mở mic. Vâng, con xin bạch sư ạ. Ừ. Con thì cũng hành thiền được mấy năm rồi. Mấy năm thì hả? Trong cái thời kỳ mà con đi thiền ở của ngài Vân Cang ấy, thì cách đây khoảng 6 tháng, con có nhìn thấy được quan tướng. Và từ về thì ngày nào con cũng có thiền ạ. Con thiền sáng, nếu con đi làm thì thôi, nhưng mà có thời gian rồi thì hầu như sáng nào con cũng dậy sớm để thiền từ 1 tiếng rưỡi là ít nhất ạ. Rồi thiền buổi tối ạ. Con thiền đều đặn như vậy từ từ mấy tháng nay ạ. Từ cái thời đấy đến nay thì hiện nay thì có vẻ cái việc giữ giới với thu túc lục căn của mình ấy nó cũng không đều đặn lắm, bởi vì mình còn cái việc đi làm ấy sư. Cho nên nó cũng cái dao động cuộc sống. Thì không phải lúc nào mình cũng thấy lại được quan tướng, nhưng con không quan tâm được nó lắm. Con cũng chỉ chú tâm vào cái việc mà định tâm trên hơi thở thôi. Và những cái thời gian gần đây á, con không hiểu vì sao, ví dụ con cứ ngồi vào, con mới có định tâm vào hơi thở, nghĩa là mình đưa tâm mình ngay ở điểm xúc cảm để mình quan sát hơi thở. Thì hầu như mặt của con ấy, tất cả mọi cái mạch máu ấy, nó chạy về đấy, và nó nhiều khi nó nóng hết cả đầu, hoặc là nó bị một cái cảm giác là nó tập trung máu ở đó quá nhiều ở sư. Xong rồi có nhiều khi mình cảm thấy là mình con phải thả một người ra, lại thư giãn, lại buông thả lại, để mà cái sự chú tâm nó ở cái mức độ tương đối mà thôi. Như là con người còn đến 6 sư ấy, thì con thực hiện như vậy, nhưng mà có lúc làm như vậy cũng không phải dễ đối với con lúc này, vì con thấy con cứ hơi nghĩ đến một cái là tất cả mọi thứ nó được tập trung vào ngay hơi thở ạ. Thì con lại buông. Hàng ngày có hay kể chuyện cho người khác về cái sự hành thiền của mình không? Dạ, thường thì con có những cái nhóm tu hành cùng với sư. Thì có khi các bạn ấy cũng có những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm nào đó. Hoặc là con thường như vậy, con có nhớ là có một lần đấy, con nghe được một cái bài pháp của một vị sư cũng bảo là để cho cái lúc mình ngồi nó định tâm tốt ấy. Thì lúc nào trong cái đời sống hàng ngày mình cũng phải sống cho giây phút hiện tại, mà biết sống đó là ngay, là mình phải cảm thọ ngay là cái hơi thở mình ở trong ngay giây phút này.
thì con cũng hay đặt tâm ngay ở trên cái điểm xúc chạm trong cái đời sống, ví dụ lái xe chẳng hạn. Nhiều khi tự nhiên thôi, con không có ý định, nhưng mà tự nhiên cái hơi thở của mình ý, nó lại cũng quay về với cái điểm xúc chạm. Và có lúc con thì phải xuống tan nó đi để mình quan sát thôi, mình không có ấy gì cả. Thì bây giờ con xin hỏi sư là mình thế nào để cái sự chú tâm nó tán bớt ra sư ạ? Đấy là đừng bao giờ đừng nói chuyện với người khác về cái kết quả hành thiền của mình nhé. Thì cái tâm cái tâm nó sẽ rất là an nhá. Còn nếu như mình cứ đi kể để chia sẻ mọi người là tôi hành tôi thấy cái này, tôi thấy ánh sáng này, tôi hành tôi thấy cái kia ấy, là hôm đấy là cái thời sau mình ngồi thiền mình sẽ thấy nó nóng bừng hết người, nó bất an nó sẽ sinh ra. Nên là đấy là cái phải nhớ ấy, phải ghi nhớ như vậy ấy. Cái việc là hành thiền mình không thể chia sẻ được, mình có thể là học hỏi thêm kinh nghiệm của những người có kinh nghiệm hơn thì được, nhưng mà mình cứ đi chia sẻ lại mông lung với mọi người, nhất là những người người ta không có niềm tin, hoặc là người ta tò mò, người ta hỏi cho vui ấy. Hoặc là mình chia sẻ để cho vui thích ấy. Kể cả mình có cái ý tốt mà muốn tốt cho người khác, mà mình cứ nói ra những cái kết quả mình hành ấy. Cái thời gian đấy mình ngồi mình sẽ thấy người nó rất là khó chịu, bồn chồn, nóng bực hết người này, là do cái tâm của mình cứ hay hân hoan về cái việc hành thiền mình quá đấy, xong là mình tự mãn một chút nó khởi lên là nó bất an liền. Phải rất là thản nhiên, không đi nói chuyện về cái sự tu mình chứng đắc được cái gì cả, nên là để giữ cho tâm nó được an. Và khi ngồi mà cũng đừng mong cầu nhé, ví dụ mình ngồi mình mong cầu để mình chứng đắc đến cái này cái kia là nó cũng bất an. Và hay là mình mong sao để hoặc là mình bị nầm tưởng ấy, chắc là ta chứng đến cái tầng thiền hay là cái gì rồi đây, là tâm nó sẽ bị bất an nhé. Là lúc nào mình cũng phải nghĩ rằng là mình còn đang mới tập ấy, mới tập mà tu này, và nó chỉ là những cái bước đầu thôi, mình còn phải thì công phu nó còn phải rất là lâu dài. Khi nào mình cần phải dứt hết được công việc chuyên tu thì lúc đấy mới đi vào định sâu được, mới chứng đắc các tầng thiền được. Còn bây giờ thì tu nó mới có một chút kết quả, rất là còn rất là nhỏ ấy, mình không được tự mãn. Đấy là cái tâm lý là phải luôn luôn thận trọng về cái mặt đó. Xong là thu thúc các căn cũng quan trọng, hay là nói chuyện cũng giảm bớt. Rồi hành thiền thì thản nhiên, không được mong cầu mà cũng không được so sánh. Như là có những cái ngày mình ngồi nó rất là tốt, nhưng có những ngày ngồi nó rất là khó chịu, thì mình cũng không được so sánh là tại sao hôm nay nó không giống qua. Mình không được đi tìm kiếm lại những cái trạng thái mà mình đã trải nghiệm qua. Có những hôm mình ngồi nó khó chịu mình cũng phải hài lòng chấp nhận, mà cái hôm nào ngồi nó hoan hỉ thì mình cũng thản nhiên, đừng quá thích thú. Đấy là cái tâm lý. Và cái thứ hai, cái nữa là mình không được chú tâm quá mạnh. Đại đa số là sẽ chú tâm chăm chú quá, trong lúc thì phải biết cách quân bình để tâm rất nhẹ nhàng, hơi thở vào ra tự nhiên, nhận biết hơi thở một cách nhẹ nhàng tự nhiên. Nếu như nó có xuất hiện ánh sáng ấy, thì mình không được chú tâm vào ánh sáng ngay, mà cứ quan sát hơi thở, cứ tiếp tục quan sát hơi thở như vậy thì nó ổn định. Còn mình đi theo nó, đi theo cái quang tướng đấy, là nó cái tâm nó bị phân tâm thì nó sinh ra nhiều cái cảnh lạ, thì cứ đi theo nó thì mình sẽ cái định nó yếu đi. Thì cứ phải duy trì vậy nhá. Có nghĩa là bây giờ cứ tiếp tục quan sát hơi thở nhẹ nhàng, tự nhiên, đều đặn và liên tục như vậy. Dạ, nó có một cái việc như này, tại vì con đi dạy sư, cho nên như ngày hôm nay, một tuần con có đi cả một buổi chiều, như chiều nay là con dạy đến 5 tiết, thì cái việc đi dạy không thể tránh nói được sư. Thì như một tuần con dạy đại học ấy, thì một tuần nay thì hầu như con dạy ba buổi chiều. Thì hầu như nếu buổi sáng mà con làm hết xong việc thì con cũng thiền vào buổi sáng. Sau khi buổi sáng mà từ 4 giờ dậy đến 6 giờ, rồi sau đó ăn sáng xong thì có thời gian con nghỉ ngơi tí thì con lại thiền. Thì buổi chiều khi đi dạy về sư, thì con cũng cố gắng ngồi thiền buổi tối trước khi đi ngủ. Nhưng mà nếu mà mình
ngày đó mình không đi dạy hoặc mình không có những cái, vì con dạy marketing cho nên nó có nhiều cái làm việc với học sinh, với sinh viên nó hơi nhiều vậy sư, thì buộc mình phải nói, mình phải trao đổi, rồi mình phải có nhiều thứ về mặt chuyên môn. Thì con thấy cái chất lượng hành thiền về buổi tối ấy, hoặc lâu sau thì nó cũng có giảm đi. Thì con biết những cái điều sư dạy, thì con có học cái đọc cái phần mà sách của sư ấy, cái hỏi đáp của sư, mà cái quyển sách mà sư tặng ấy, con biết rằng là những cái điều mà sư nói là con hiểu hết đấy. Với việc là buổi ngồi thiền nào với mình cũng là một buổi thiền đầu tiên, mình chỉ đem cái kỹ thuật thiền thôi chứ mình không có so sánh hay đối chiếu, và luôn luôn ở trong một cái trạng thái là bình tâm chấp nhận tất cả mọi cảm giác ở trên thân. Còn cái điểm mà ánh sáng ấy, thì con nghe lời mà sư trả lời trong những cái câu hỏi ấy, thì con cũng biết rằng là cái ánh sáng đấy ấy, con chưa dám theo bây giờ, có khi ngồi 2 tiếng ở trong ánh sáng, con cứ định tâm trên hơi thở thôi. Còn ánh sáng thì nó bắt đầu từ bụi ấy, nó từ nó nhẹ xong rồi từ từ nó lên theo cái thời gian, tùy vào cái thời gian mình ngồi á. Nhưng mà con cũng không theo ánh sáng, chưa dám theo ánh sáng, bởi vì biết là mình còn yếu ấy sư. Chưa theo, mình chưa đủ cao thoát rồi. Đúng rồi, mình chưa thoát được cái hơi thở thì con cứ bảo vậy thôi. Và con đang rủ bạn là có lẽ cái đợt này thì con sẽ xuống với sư để con xin được sư hướng dẫn một cách cụ thể để làm thế nào mà mình có thể có thu túc phục trăng để mình hành thiền được vững chãi hơn. Chứ thực sự ra thì đúng là chỉ mới bước đầu, con biết đây chỉ là một cái bước rất là sơ khởi của một người tu thiền thôi ạ. Con hiểu điều đó. Vậy rất cảm ơn tập những lời chị dạy của sư. Ngay cả khi mình được giải lao nghỉ ngơi khoảng 5-10 phút ấy, nhắm mắt và chú tâm trên hơi thở một tí nó vẫn được. Thì đến cái ngày hôm đấy, đến cái giờ ngồi thiền nó sẽ rất là tốt. Nếu như mà trong ngày ấy, tranh thủ những cái khoảnh khắc ngắn ngủ, trong là mình cũng chánh niệm được một chút, cũng chú tâm được một chút, thì đến cái giờ ngồi thiền thì tâm cái định nó sẽ rất là tốt. Rồi, dạ đúng rồi, con cũng thực hiện như vậy. Cứ tiếp tục vậy đi nha. Dạ, con cảm ơn sư nhiều ạ. Dạ, ban tổ chức xin mời hành là Liệu Hằng ạ. Bật webcam ạ. Dạ vâng, ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Con kính bạch thầy ạ. Thì đây cũng là buổi đầu tiên mà con có cái duyên, đủ duyên để con tham gia cái buổi Zoom ở buổi giải đáp của sư ngày hôm nay ạ. Thì con cũng xin phép là con mới tham gia một cái khóa thiền hơi thở ấy ạ. Ở chùa Thiền Viện Phước Sơn 10 ngày thì con cũng mới về. Thế nhưng mà con cũng phải chia sẻ, thực ra là 10 ngày thì cũng chưa có, nó chỉ là một cái bước đầu khởi đầu thôi ạ. Thì con cũng chưa có nhiều cái thu được nhiều những cái mà lợi an lạc trong cái quá trình thiền của con. Đấy, thì bởi vì là khi mà con thiền á thì con vẫn có cảm thấy cái sự là rất là mệt mỏi, và cảm thấy là mình cứ phải cố định vào tâm của mình để theo dõi hơi thở rất là nhiều. Thì con cũng xin phép hỏi một câu là có cái cách nào để mình có thể nhẹ nhàng để cái hơi thở của mình nó không bị phóng tâm quá không? Và cái thứ hai con hỏi là khi mà con đau chân thì con sẽ con cái tâm của mình lúc đấy không sẽ không theo dõi hơi thở nữa, mình sẽ chuyển xuống cái là đau chân, hay là mình sẽ vẫn cứ là vừa suy nghĩ về hơi thở và vừa theo dõi hơi thở và vừa chuyển cái chân, hoặc là vừa suy nghĩ cái chân của mình là mình đang bị đau ạ? Không, chỉ quan sát hơi thở và nằm nơ cái đau đi, hoặc là lúc ấy đổi cái chân đi là nó sẽ hết đau nhé. Chứ không nên chuyển tâm xuống cái đau đấy, không nên quan tâm cái đau, mà lúc nào cũng chỉ giữ tâm ở trên cửa mũi này và nhận biết hơi thở thôi. Còn cái tâm lý hành thiền thì nó sẽ quyết định cái thời thiền đấy nó an vui hay nó khổ ấy. Nhất là bây giờ ví dụ như là ngồi chơi nhé, ví dụ như là bây giờ đang ngồi chơi hoặc là ngồi trên giường ấy, ngồi trên ghế đấy, nhắm mắt là mình sẽ nhận biết được hơi thở vào ra, mình cảm thấy mình không cần dùng cái sức lực gì cả, mình không cần phải tính toán trước gì cả, mình không cần phải suy nghĩ gì cả, nó không cần phải dùng cái cách thức gì đó, nó không, nó tức là nó đơn giản vậy đấy,
Như thấy nó đơn giản không? Lúc đấy, kể cả hiện tại, bây giờ hay là bất cứ một lúc nào ở đâu mà mình nhắm mắt vào, mình hướng tâm về để mình nhận biết hơi thở, mình cũng vẫn thấy hơi thở vào ra ở cửa mũi, mà nó không cần phải tính toán, không cần phải suy nghĩ trước, mà nó cũng không cần phải dùng cái sức lực tổn hao cái công sức gì hết, mà nó vẫn thấy được hơi thở vào ra. Mà mình có thể duy trì cái đấy cả 10 phút, 20 phút hay 1 tiếng cũng được, nó vẫn thản nhiên như vậy. Thì làm sao mà cái lúc ngồi thiền mình phải giữ được cái tâm lý như vậy, như cái lúc ngồi chơi ấy, thì nó sẽ không mệt, nó không căng thẳng. Còn nếu như là mình nghĩ rằng cái ngồi thiền là một cái gì đó nó rất là cao siêu, nó là một cái gì đó nó rất là khó, mình chỉ cần cái tâm lý mình cần nghĩ như thế thôi, thì cái thời thiền này rất là mệt, nó mình bị áp lực bởi chính cái tư tưởng của mình ấy. Nên là vậy thì cái tư tưởng, cái tâm lý của mình nó phải bình thường đi, nó phải thản nhiên, nó phải tự nhiên. Cái hành thiền quan trọng nhất cái tự nhiên, thì tự nhiên là vậy đó. Tự nhiên là giống như ngồi chơi, ngồi chơi mình rất tự nhiên mà vẫn thấy hơi thở, tâm nó vẫn suy nghĩ sang những chuyện khác, nhưng mà kệ nó, tâm nó vẫn biết hơi thở là được. Thì trong lúc ngồi thiền làm sao phải giữ được cái tâm thản nhiên tự nhiên như vậy, nó tỉnh táo nhẹ nhàng như vậy, thì nó sẽ không bị ức chế gì. Còn có những lúc thì cái vọng tưởng suy nghĩ này kia nó có khởi lên, nó khởi lên mà cứ để kệ nó, cứ kệ cái suy nghĩ cho nó khởi lên, mình không cần phải đấu tranh với nó nhé. Mình không cần phải quá là mệt mỏi, căng thẳng, vật lộn đấu tranh với cái suy nghĩ đó, mà mình biết hơi thở cùng với suy nghĩ đấy là được. Rồi thỉnh thoảng lâu lâu mình mới nhắc nhở cái tâm là hãy buông cái suy nghĩ này đi. Chỉ khi mình có cái chánh niệm mạnh, có cái tâm mà nó thích thú với hơi thở, thì lúc đấy mình buông cái suy nghĩ nó rất là dễ dàng. Còn nếu như mình cái niềm tin hay cái sự hiểu về cái hơi thở, về cái việc hành thiền của mình nó chưa mạnh ấy, thì mình sẽ cảm thấy nó cái buông được những cái suy nghĩ nó khó. Còn khi nào mình hiểu ra được cái việc hành thiền để làm cái gì, tức là mình hiểu ra được cái mục đích ấy, cái lợi ích của cái việc hành thiền ấy, cái sự hiểu của mình càng cao, thì cái tâm của mình nó sẽ càng có một cái sức mạnh để nó đuổi được những cái suy nghĩ khác đi. Bình thường cái tâm lý con người là mình coi cái gì là quan trọng thì cái tâm nó sẽ hướng về cái đấy rất là cao. Thế thì bình thường ấy, mình coi những cái công việc là quan trọng, cái việc này kia là quan trọng ấy, thì tâm nó nghĩ về cái đấy rất là mạnh. Nhưng mà cái người hành thiền mà có thể cho hiểu được cái việc hành thiền là quan trọng ấy, là lợi ích ấy, thì nó sẽ tha thiết với cái việc hành thiền ấy, thì nó sẽ buông được những suy nghĩ khác đi. Vậy nên là thỉnh thoảng phải nghĩ đến lợi ích nhá, lợi ích của việc hành thiền. Mình biết là cái việc hành thiền này nó sẽ mang lại cho mình có được cái trí tuệ cao, có được những cái công đức làm cho cái tâm mình nó thanh tịnh, nó giảm bớt đi những cái phiền não, để mình làm chủ được tâm của mình, để mình lúc nào mình cũng thoát được ra những cái khổ đau về tâm lý, về tâm hồn, về thân tâm, để nó là con đường đi đến chấm dứt khổ đau ở tương lai, đi đến niết bàn giải thoát. Mình có hiểu được như vậy, có cái suy nghĩ như vậy, có biết được cái lợi ích như vậy, thì cái vọng tưởng nó sẽ khởi lên rất là ít. Còn tại mình cái sự hiểu biết về giáo lý mà mình chưa nhiều ấy, thì mình hành thiền tự nhiên tâm lý nó cứ hỏi là ngồi thiền để làm gì, ngồi thiền này có lợi ích gì, xong là nó cứ nghĩ là mình phải đi suy nghĩ tính toán các cái công việc này, những cái chuyện này quan trọng hơn. Chính vì vậy nên là suy nghĩ nó mới khởi lên nhiều. Nên là vậy thì cái lúc trước khi ngồi thiền thì tự mình phải nhắc nhở là ta hãy tạm gác hết mọi thứ lại, tạm gác công việc lại, tạm gác mọi cái sự lo toan tính toán lại. Và trong một cái thời này thì ta sẽ hành thiền để gột rửa những cái phiền não, để phát triển cái tâm linh trí tuệ, nên là bằng cái việc nhận biết hơi thở này. Nên vậy thì cái thời thiền hôm đấy nó sẽ ít vọng tưởng đi nhá, để là cứ biết hơi thở vào hơi thở ra nhẹ nhàng tự nhiên như thế. Con bạch với thầy là tại vì khi mà chúng con được học ấy, thì là học là thiền tứ niệm xứ ạ, thì tức là ta sẽ quán thân, tâm, thọ và pháp. Thì trong cái quán hơi thở thì hoặc là thân hoặc tâm, thì ví dụ như là cảm giác ở đâu thì ta sẽ ghi nhận cảm giác ở đó, và sau đó thì chúng con được hoặc là ghi nhận cảm giác xong thì sẽ quay về hơi thở. Nhưng mà con cảm thấy là khi con ghi nhận những cái cảm giác xung quanh đấy rồi thì con quay lại hơi thở, con tập trung vào hơi thở nó rất khó khăn ạ. Bây giờ nên tập trung hơi thở liên tục để cho nó có được một cái sức định cao đã. Về cái định thực ra mới tập thiền mấy hôm thì nó chưa đạt được cái định gì ấy, cái chánh niệm nó cũng chưa vững. Mà một lúc mình quan sát nhiều đối tượng như vậy ấy, thì nó phải dành cho một người có một cái trình độ cao rồi, khá là cao. Phải là một cái người có cái
Ba La Mật hay là có cái tuệ rất là mạnh, sắc sảo ấy, thì mới thực hành ghi nhận được nhiều đối tượng trong một lúc. Còn bây giờ mới tập thiền thì cứ nên ghi nhận một đối tượng là hơi thở thôi. Thì dần dần mới mới vào được những cái mức định sâu, ví dụ như có thể đắc định được. Bây giờ mình phải, như cái phương pháp mà sư hướng dẫn cho mọi người đây là hành thiền, hành hơi thở cho đến khi nào nó đắc định. Khi nó đắc định rồi mình phải phát triển cái định đấy nó sâu nữa. Tức là phát triển những cái định rất sâu rồi sau đó mới sang quán, sang hành thiền tuệ. Thiền quán thì nó cũng là thân thọ tâm pháp, nó cũng là phân tích ra các cái danh sắc và phân tích ra các cái tâm tâm sở ấy. Thì ở cái đấy là giai đoạn về sau. Còn bây giờ giai đoạn đầu cứ phát triển chánh niệm đó, cứ nhận biết hơi thở đó, cho nó thật sung mãn, thật mạnh mẽ lên đó. Thì sau này quán rất là dễ. Vâng ạ. Thì con xin phép hỏi một câu hỏi nữa. Là con thì tại vì là con rất muốn theo cái các cái kinh sách, học theo cái kinh sách của Phật giáo nước, của Phật Thích Ca Mâu Ni thôi ạ. Thì con muốn là trước khi mà mình hành thiền thì con có thể tụng kinh. Thì con đang không biết là một cái thời khóa tụng kinh cho những cư sĩ tại gia như chúng con thì là một thời khóa thì sẽ là theo thứ tự như thế nào và gồm những nội dung gì. Thì con bạch với thầy là thầy hoan hỷ lại hướng dẫn giúp con đấy ạ. Thì chỉ tụng mấy bài kinh bảo hộ thôi nhé. Chừng 20, trên dưới 20 phút thôi để cái thời gian tụng kinh nhé. Thì trong cái thời gian tụng kinh thì ở tại gia thì mình nên tụng bài kinh Phước Lành này, nhờ cầu phước mà, tại gia thì ai chẳng muốn giàu có nhiều tài sản. Tụng kinh Phước Lành sẽ tốt nhất là có nhiều phước này. Tụng kinh Châu Báu. Kinh Châu Báu để mình có được nhiều cái, tránh được nhiều cái rủi ro. Tụng kinh Lòng Từ. Kinh Lòng Từ. Kinh Lòng Từ. Ừ, ba kinh đấy còn vậy thôi, chỉ cần tụng ba kinh đấy là đủ rồi. Còn nếu có thời gian nữa thì tụng thì kinh, con... kinh Ban Mai nữa. Vậy thôi, kinh bằng đấy bài là đủ. Thì con xin phép là con nếu mà bên chùa mình có bên chùa mình mà có cái thời nội dung của thời kinh thì có thể hoan hỷ gửi giúp con để con in ra để con tụng có được không ạ? Có đấy, nhưng mà ở chùa tụng nhiều là lúc nào Vương Anh gửi cho cô. Cứ đấy có cái bạn phụ trách nha. Làm cái công tác ấy để bạn sẽ gửi cho văn phòng này. Vâng ạ. Xong con sẽ xin phép là liên hệ với các bạn, các anh chị ở trong đấy ạ. Dạ vâng chị, sau buổi giảng chị ân những lời Dạ sau buổi giảng chị có thể liên hệ qua cái nick Zalo ở trong chùa vẫn thường thông báo lên ạ. Em sẽ gửi cho chị cái phần bản kinh ebook, chị tải về mà thực hiện theo các bản kinh như sư vừa báo. Vâng ạ, em xin tri ân anh ạ. Tiếp. Vâng, em cảm ơn anh, em xin tri ân anh ạ. Dạ, ban tổ chức xin mời hành giả Liệu Tâm. Xin mời hành giả Liệu Tâm mở. Dạ, xin mời hành giả Liệu Tâm. Dạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ, con kính chào sư ạ. Dạ, con có một số câu hỏi con muốn trình với sư là như là từ khoảng một năm trước á, thì con có biết tới việc hành thiền. Nhưng mà con bắt đầu là hành Vipassana nên là con quan sát phật sẹp. Thì một tháng nay thì con lại có cái niềm tin ở thiền chỉ. Nên là con chuyển qua niệm hơi thở. Thì cái khó khăn của con là nó không có tập trung được ở điểm xúc chạm hoàn toàn mà nó lại đi theo xuống bụng. Thì có cách nào để cho nó giảm cái đó không? Hay là phải cần phải luyện tập thôi? Là mình chủ động, tức là khi mình ngồi thiền mình hiểu là mình sẽ hướng tâm lên trước cửa mũi này và biết hơi thở vào đây, nhưng mà do cái thói quen nó hướng xuống bụng ấy, nhưng mà lúc đấy mặc dù mình có thấy cái tâm nó nhận biết dưới bụng nhưng mình không chủ động hướng tâm xuống, cho nên nó không sao nhé. Chẳng qua là cái tâm lý của mình nó cứ bị ám ảnh, nó cứ nghĩ là ta đã, cái tâm nó bắt xuống bụng, chứ thực ra nó không ảnh hưởng gì đâu. Nó kể cả nó có hướng xuống thì mình lại hướng lên thôi, cũng không vấn đề gì. Đừng có bị cái tâm lý của mình, đừng có bị quan trọng quá đấy.
mình bị bất an lo quá lắm. Chứ cứ muốn nhận biết hơi thở thì mình sẽ hướng cái tâm thẳng vào hai cái cánh mũi này cũng được, mình giữ cái tâm ở đấy rồi mình biết hơi thở vào hơi thở ra. Trong lúc biết hơi thở vào hơi thở ra, thỉnh thoảng cái tâm nó vẫn hơi cảm nhận ở dưới bụng một chút thì cũng không có ảnh hưởng gì. Dạ, tại vì con nghe sư giảng á là còn phải chú tâm ở ở cái phía cửa mũi đó, mà con lại giống như là con thấy đồng thời giữa ở mũi và ở bụng. Nhưng mà chỉ cần cái ý thức của mình nó nhận biết ở trên cửa mũi này nhiều hơn là được rồi. Nó rõ hơn, là vì mình chủ động là hướng tâm ở trên này mà, thì mình sẽ thấy ở trên nó rõ hơn. Còn nếu như có thấy ở dưới bụng phòng xẹp một tí, nơ mơ, nó cũng không vấn đề gì hết. Ban đầu thì là thấy rõ, nhưng mà từ từ khi mà khoảng giống như là luyện tập được một tháng rồi thì nó cũng đỡ hơn, cũng không còn thấy cái bụng nhiều hơn như hồi trước, hồi đầu. Còn là bây giờ nếu cái tâm nó cứ bất an như vậy thì trước khi vào ngồi thiền có thể niệm ăn Đức Phật. Có biết ăn Đức Phật không? Dạ biết ạ. Ừ, thì hướng đến hình ảnh Đức Phật ấy, niệm A-ra-hang, A-ra-hang ấy, Đức Thế Tôn, đoạn trừ ấy, tham sân si, ngày xứng đáng được cúng dường, A-ra-hang, A-ra-hang ấy. Thì cứ niệm như thế chừng 15-20 phút sau rồi mới quay về, thì cái lúc đấy cái tâm nó sẽ an hơn, nó đỡ phân tâm hơn. Tại vì cái tâm mình nó đang bị lưỡng lự giữa hai pháp đó, thiền phòng xẹp với thiền ở trên xúc chạm này. Do cái tâm nó vẫn còn lưỡng lự, nó chưa biết là mình nên đi theo con đường nào đây, cho nên là nó cứ muốn chạy lên chạy xuống như vậy. Thì giờ mình hướng tâm sang bên ngoài một chút để cho nó quên cái trạng thái bối rối đi. Rồi sau đó mình nghĩ là bây giờ để cho tâm nó nghỉ ngơi ở hơi thở. Sau khi mình đã niệm ân Đức Phật chừng trên dưới 20 phút rồi, mình hướng tâm về đây cho tâm nghỉ ngơi ở điểm xúc chạm này. Thế là cái tâm nó cứ vậy, nó ghi nhận ở điểm xúc chạm đấy thôi. Chú tâm vừa phải nhẹ nhàng, tự nhiên ở đấy, rồi một thời gian là nó sẽ quen đi. Nó cũng phải mất một thời gian nó mới thuần thục, là cái tâm nó sẽ luôn luôn đứng vững ở trước cửa mũi này, mà nó không chạy năng sang đi nữa. Thì cái đấy nó cũng đòi hỏi phải có một thời gian để cho cái nó thành một cái thói quen. Bây giờ vì ở để dưới bụng nhiều nó cũng thành cái thói quen mất rồi, nên giờ nó cứ chạy xuống đất. Thì để ở trên này một thời gian sau nó cũng thành thói quen, rồi nó sẽ luôn luôn trú ở trên đấy và nó ghi nhận được hơi thở vào ra. Và sư dạy là mình tập trung một trong ba điểm xúc chạm đó, nhưng mà ví dụ như khi mà mình hít vào mình thấy ở hai cánh mũi, nhưng mình thở ra mình lại cảm ở ngay cái nhân trung, thì nó có ảnh hưởng gì không? Nó không ảnh hưởng gì, nhưng nếu như mà mình quan sát như vậy thì cái sự quan sát đấy nó quá là rõ ràng ấy, nó quá là chi tiết, thì cái đấy là nó lại thành cái tuệ nó mạnh quá. Thì cũng phải giảm cái quan sát đấy đi, tức là mình có không nhất thiết là phải quan sát quá chi tiết, quá rõ ràng như vậy. Có biết nhưng mà biết vừa vừa thôi, đừng biết kỹ lưỡng quá. Còn do ảnh hưởng hồi trước con thiền Vipassana nên nhé. Thì đến cái giai đoạn Vipassana thì sẽ quán tuệ, mà cái tuệ thì nó mới cần rõ, nó cần mạnh. Ở cái giai đoạn thiền định thì cái sự định tĩnh, cái nặng nề thì mới quan trọng hơn. Nên là cứ để nó định tĩnh vậy thì cái sự quan sát hơi thở nó đừng quá rõ, nó chỉ cần vừa vừa thôi. Và con muốn hỏi là cái hơi thở đó, cái hơi thở là nó có lúc nó sẽ thô và có lúc nó sẽ vi tế, thì con thắc mắc là không biết nó có liên quan gì tới cái tâm mình lúc đó không sư? Ví dụ như khi mà nó thô thì có phải do cái tâm mình nó đang lăng xăng nhiều, rồi vi tế thì là tâm lặng? Có ảnh hưởng nha, cái tâm nó sinh ra, cái hơi thở là sắc cho tâm sinh mà. Cái tâm của mình nó như thế nào là nó hoàn toàn là hơi thở của mình như thế nào hoàn toàn do tâm hết. Ví dụ như cái lúc mình buồn thì mình cứ thở dốc thở dài, những cái hơi thở nó đâu có phải là thở dốc thở dài mà tâm lý của mình nhé. Còn cái lúc mình vui thì tự nhiên mình sẽ thấy cái hơi thở nó nhẹ nhàng, khi mà cái tâm mà mình tĩnh thì cái hơi thở nó rất là mong manh, nó rất là nhẹ mịn mà. Hơi cái lúc nào cái tâm nó động thì cái hơi thở nó sẽ thô, có ảnh hưởng nhé. Hơi thở là phản chiếu của cái tâm, nên là tâm của mình càng tĩnh thì cái hơi thở nó càng yếu, càng nhẹ, càng mong manh đi. Thì cái giai đoạn đấy mình sẽ vào định sâu. Định càng sâu thì hơi thở nó càng trở nên vi tế hơn.
Nhưng mà cái do cái định sâu, cái tỉnh giác nó cao mình vẫn thấy được, dù nó vi tế vẫn thấy. À, con có nghe được một ý của sư giảng nói là giống như ngồi thiền là để bồi bổ ba la mật á, thì mình phát nguyện là mình ngồi một tiếng thì mình phải ngồi một tiếng nó mới là đạt được cái ba la mật hả sư, hay là cái đấy trước? Cái đấy là quyết định ba la mật nha, quyết định nhé. Khi bắt đầu ngồi thiền thì mình sẽ tác ý là ta sẽ ngồi một tiếng, thì đấy là quyết định. Và nếu như mà mình làm được như vậy thì mình thành tựu được cái quyết định ba la mật. Còn nếu như mình không làm được như thế là quyết định ba la mật không thành tựu. Tức là thành tựu ba la mật quyết định chứ không phải là thành tựu ba la mật hành thiền hả sư? Con nghĩ là trong, cái việc hành trong hành thiền nó có đầy đủ hết các ba la mật. Ví dụ trong hành thiền mình có tinh tấn ba la mật, có kham nhẫn ba la mật, có chân thật ba la mật, quyết định ba la mật, từ tâm xả tâm ba la mật, trí tuệ ba la mật, có hết các ba la mật trong hành thiền. Vì vậy nên là cái người hành thiền nhanh chứng niết bàn là vậy đó. Bởi vì hành thiền nó sung mãn và nó đầy đủ, nó bổ sung cho tất cả các ba la mật đều viên mãn lên. Nên là người hành thiền mới là người đắc niết bàn, những người không hành thiền có ai chứng niết bàn được đâu. Dạ, với còn một cái nữa là có một bữa đó con ngồi á, cái tự nhiên con cảm giác như cái đầu con nó bị lắc 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 qua hai bên, nó dao động ngắn rồi nhưng mà nó lắc qua lắc lại. Thì con sợ quá, cái con tập trung trở về hơi thở cái nó hết, nhưng mà chút nó lại bị nữa, cái con sợ quá con xả thiền luôn. Không sao nhá, chuyện đó là bình thường, chuyện đó là bình thường. Ví dụ có những người ngồi thậm chí nó còn nghiêng ngả người này này, thì đấy là cái định. Khi mà mình cái tâm của mình nó có một chút định, nó có cái khinh an mà. Cái khinh an là nó nhẹ bẫng đi, nó nhẹ bẫng lúc ấy mình không không còn cảm giác được cái thân nặng nề này nữa, mà cái thân của mình lúc ấy nó nhẹ như tâm ấy, tâm nó nhẹ như thân ấy, cho nên là nó có cái sự chuyển động qua lại một chút. Thì có người nhận ra, có người còn không nhận ra, có người nó chuyển động mà vị nó còn không nhận ra được. Nên là cái càng có cái khinh an, có cái sự nhẹ nhàng, có cái sự an lạc và định, thì nó có cái nực, có cái năng lực của cái định nó đưa qua đưa lại, thì đó là chuyện rất bình thường, không sao. Đừng thấy như vậy mà no nắng nhỉ, cứ kệ nó. Nhưng mà nó có hơi chóng mặt đó sư. Thì khi mình nhận ra thì mình phải giữ lại. Mình nhận ra một cái thì mình phải giữ yên tĩnh lại. Nhưng mà cũng có những người, người ta cứ đi theo cái hơi thở nó mạnh rồi, người ta không nhận ra thì người ta cứ chuyển đi chuyển lại này. Còn mình nhận ra cái thì mình không không được đi theo nó nữa. Nhưng không được sợ nó, không được sợ cái trạng thái đấy. Con mới có thấy một lần nên con cũng hơi sợ. Sợ lần sau là mình không dám chú, không dám nhất tâm. Đấy là cái hoài nghi do dự làm cho mình, nó cản trở, làm chướng ngại cái tiến bộ của mình. Yeah. Rồi con còn câu hỏi cuối cùng là con muốn biết làm sao để mình phân biệt được cái quần sáng đó là chuẩn bị tướng hay là do mình bị hoa mắt. Con sợ không cần phải phân biệt cái đấy, không cần phân biệt. Mình cứ ngồi thiền, cứ ngồi thiền. Rồi khi cái tướng nó xuất hiện ấy, thì nó mờ mờ, sau đó nó trắng lên, rồi sau đó nó sáng rực lên. Thì cái mờ mờ đấy là chuẩn bị tướng, nó trắng trắng lên là học tướng, bắt đầu nó sáng rực rỡ, sung mãn lên, thì đấy là tự tướng. Nhưng mà bản thân mình ngồi thiền, mình không cần đi phân biệt cái đấy. Không cần phân biệt đâu. Cái thì mình mà phân biệt ấy, thì nó bị động tâm. Mình cứ hành thôi, việc hành cứ hành thì tốt hơn. Còn có những người sau này mình quen đi rồi mình phân biệt thì được. Những cái giai đoạn mình hành nó thuần thành rồi thì vẫn phân biệt được. Còn ở mới, giai đoạn mới thì không, đừng phân biệt. Dạ, yeah, dạ, yeah. Cứ là sáng kiểu gì thì kệ nó, rồi hoa mắt thì cũng kệ nó, mình cứ tập trung ở hơi. Ừ, cứ quan sát hơi thở, còn khi nào cái ánh sáng nó xuất hiện thì nó sẽ bừng sáng, sáng tỏ. Thì lúc đấy mình sẽ thấy và nó sẽ rất là chân thật, nó rất là rõ ràng và mình không có chút hoài nghi nào. Còn nếu như mình còn đang hoài nghi là cái đấy là chưa phải ánh sáng thật đâu, mà đấy chỉ là ảo giác thôi, nó chỉ là cái hoa mắt trong mặt thì nó sáng sáng lên tí, mình tưởng là ánh sáng này. Thì cái đấy đừng để ý đến nó. Với lại cái khi mà cái tâm mình á, ví dụ con, trường hợp của con là con ngồi mà cứ khoảng tới 50 phút là con muốn xả, thì con lúc đó con nếu mà con có cố gắng đi nữa thì con cũng ngồi thêm được 10 phút là một tiếng thôi, thì cái tâm trạng mà cái lúc đó đó thì mình nên xử lý như thế nào ạ? Cái này là mình phải tự nâng lên đi. Nếu như tại cái tâm nó ngồi đến cái mức ấy, nó thành cái thói quen,
Nếu người nào mà cứ ngồi 50 phút là xả thì những ngày sau nó cứ đúng cái giờ đấy là nó xả. Còn khi mình muốn nâng lên thì mình phải quyết định là hôm nay ta sẽ ngồi đủ 60 phút. Rồi chỉ 2-3 ngày sau là nó quen. Thì đến cái 50 phút ấy nó vẫn muốn xả, nhưng mình cứ ngồi lại. Mình cứ ngồi nhé, phải cương quyết ngồi cho đủ. Thì vài hôm sau nó sẽ thành cái thói quen, cứ 60 phút nó sẽ xả. Còn nếu như mình còn thời gian nữa muốn nâng lên thành 1 tiếng rưỡi thì cứ ngồi, thì hôm mình phải mất 1-2 ngày đầu là nó đến cái giờ đấy là nó muốn bung ra. Nhưng mà mình không cho nó bung, cứ ngồi thì nó mất 2-3 ngày nó quen đi, nó lại cứ đúng tiếng rưỡi nó mới xả. Cái này nó là hoàn toàn là do cái sự huấn luyện của mình. Mình huấn luyện bao nhiêu là nó thành cái thói quen bấy nhiêu. Giống như cái người ngủ ấy, 3 giờ sáng dậy thì đúng 3 giờ dậy, 4 giờ sáng dậy đúng 4 giờ sáng dậy, 5 giờ sáng dậy thì cứ 5 giờ nó dậy. Thì cái việc hành thiền vậy, cứ đúng đến cái giờ đấy là xả, thì nó cứ như vậy, nó thành cái thói quen. Mà mình có giống như con nghe nhiều người nói là ngồi như vậy thì cái sẽ ngồi với cái tâm tham hoặc là ngồi với cái tâm sân á, thì nó bậy bạ. Đấy là cái người vớ vẩn nói sai pháp. Ngồi thiền thì nó chỉ có diệt tham, diệt sân, diệt si, và nó tăng trưởng cái vô tham, vô sân, vô si, nó tăng trưởng trí tuệ nên nó diệt trừ vô minh đi, chứ nó không có tăng trưởng cái tâm tham. Người ta áp dụng cái đời ấy, cái pháp đời ấy, giống như là tham ăn ấy, càng ăn nhiều càng tham, tham ngủ càng ngủ nhiều càng tham, tham tiền tham tài ấy, thì càng có nhiều thì càng tham. Nhưng cái tham thiền, tức là cái hành thiền thì nó lại diệt hết những cái tham dục của thế gian. Người ta đang áp dụng một cái pháp gọi là ni dục vào tham dục, tức là càng hành thiền nó càng ni dục, thì mà nó càng tinh tấn, nó càng hành thiền nhiều hơn thì nó càng diệt trừ cái tham dục ở thế gian. Nhưng mà mình tham ái vào các tầng thiền, ví dụ như là khi mình chứng được sơ thiền rồi, mình tham ái với sơ thiền thì mình cứ trú ở đấy, thì sau này mình sẽ sinh về cõi phạm thiên, thì đấy là người ta sợ rơi vào cái trạng thái đấy. Nhưng mà bây giờ mình chưa chứng thiền thì đấy thì mà tham, nên cứ ngồi đi nhá. Khi mình chứng thiền rồi, mình sẽ không có tham với tầng thiền đấy, mà mình xuất ra khỏi tầng thiền, mình thực hành thiền tuệ, thiền quán, thì nó sẽ diệt trừ đi được cả cái tham dục giới, diệt đi cái tham ở sắc giới, vô sắc giới, mà nó sẽ thành tựu cái vô tham, vô sân, vô si. Nên không được đồng hóa cái tham dục với cái tham về thiền khác nhau ha. Nhưng mà cũng có xong tại vì không, cái lúc đó là mình sân là xả rồi. Sân là triền cái, cái triền cái nếu cái tâm cái sự thực hành của mình còn non yếu thì năm triền cái nó sẽ khởi lên. Nếu thực hành mà tốt rồi thì nó sẽ diệt trừ được năm triền cái, nó thành tựu được năm thiền chi. Thì tham sân si càng ngày càng yếu đi chứ không có tăng lên, đừng có no, đừng có nghĩ theo cái kiểu của người đời. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên một số câu hỏi từ các hành giả đã gửi lên ạ. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Phạm Minh Thắng ạ. Hành giả Phạm Minh Thắng có hỏi: dạ, thưa sư, khi con nghe bài niệm ấn Đức Phật bằng tiếng Bali để niệm theo, trong đầu con thường dịch sang tiếng Việt, xong lại nghĩ về ý nghĩa của từng từ. Nhưng khi suy nghĩ như vậy lại không bắt kịp được, lại không bắt kịp được tiếng niệm ân Đức Phật ạ. Con phải làm thế nào để niệm ân Đức Phật cho đúng ạ? Thì thực hành thiền niệm ân Đức Phật, từng ân Đức một, thì nó thuần thục dần dần, thì vẫn vừa niệm cái câu Bali đấy, vừa suy nghĩ được ý nghĩa bằng tiếng Việt nhé. Ví dụ như đầu tiên là phải niệm Arahang, Arahang. Sau đó trong tâm mình sẽ suy nghĩ đến ý nghĩa của câu Arahang này. Vì Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết tham sân si nên ngày sinh nở cũng dạng Arahang, Arahang, Arahang. Mình vẫn niệm cái câu Arahang nhưng vẫn suy nghĩ được cái câu đấy. Và thực hành một thời gian nó thuần thục và những cái suy nghĩ nó khởi lên rất là nhanh. Khi mà nó đã thuần thục với một cái ân thứ nhất rồi mới niệm đến ân thứ hai, Samma Sambuddho, Samma Sambuddho. Thì Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác, Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác. Thì tập một thời gian rồi mới niệm đến ân thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Arahang Samma Sambuddho Vicchacharana Sambanno. Đức Thế Tôn là bậc có đầy đủ cả minh nhẫn hạnh. Phải tập từng ân một cho đến khi nó nhu nhuyễn thuần thục, tức là trở lên đến cái sự tinh luyện thuần thục rồi, thì lúc đấy sẽ vừa niệm cái câu Bani vừa tác ý được ý nghĩa của cái câu đấy, nó vẫn cứ khởi lên một cách rất là mau lẹ, nhanh chóng. Còn nếu mà tập một lúc cả 9 ân thì mới không theo được. Nếu mà không có tuần tự thực hành từng cái một
thì không theo được. Nên là phải kiên nhẫn mà thực hành từng cái một. Mỗi một ân đức đấy phải tập một thời gian. Một thời gian bao lâu còn tùy từng người. Có những người nhanh thì tập một ngày, có thể là cả một tuần. Có khi là nhiều tuần thì nó mới thuần thục tinh luyện trên một cái ý nghĩa. Rồi sau đó mới chuyển đến ân đức thứ 2, 3. Dần dần niệm cả 9 ân mà cái ý nghĩa đấy nó vẫn khởi lên cùng với những cái câu Pani. Nên cứ tập đi rồi nó sẽ thuần thành. Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hình giả Diệu Hoa. Dạ, con kính bạch sư, thi thoảng bản thân con đang đứng, ngồi, nằm, con cứ có cảm giác có vật lì đón nhọn đâm vào cổ ngực mình, cảm giác như kim nhọn, mặc dù cơ thể con không có tác động vào ạ, và thi thoảng con có cảm giác lùng mình, mặc dù không bị lạnh. Xin sư giải thích giúp con hai hiện tượng đó là như thế nào ạ? Phải nằm lơ nó đi, đừng nghĩ gì đó. Có thể do cái lúc đấy mình nghĩ đến một cái điều gì đó không hay thì nó sẽ xuất hiện những cái hiện tượng đấy. Thì tốt nhất ý là mình không cần phán xét, không cần suy xét nó là cái gì. Không nên suy xét cái đó và quên nó đi. Đôi khi có những người hành thiền ở cái phong đại, cái gió nó nổi trội ấy. Đôi khi trong người mình có một vài những cái gió nó chạy chạy trên người, nó cũng xuất hiện những cái trạng thái đấy. Nhưng những cái này mình càng phân tích thì nó càng đi vào mông lung, mờ mịt và loạn tâm. Những cái này là những cái mình chỉ phất lờ đi, không quan tâm, không bận tâm gì đến nó cả. Lúc ấy mình nghĩ ngay sang một cái khác, hướng ngay tâm sang một cái cảnh khác, một cái chuyện khác để quên cái hiện tượng đấy đi, để không còn thấy nó nữa, vậy là được. Thì thế thôi, rồi mình lại quay về mình nhận biết cái chánh niệm trên một cái pháp thiền nào đấy mà mình đang thực hành đó, hướng về ân đức Phật, hoặc giải tâm từ, hoặc niệm xác chết, hoặc niệm về sự chết trên mình, hoặc quay về hơi thở. Đấy là những cái mình luôn luôn duy trì cái chánh niệm ở trên nó là được. Dạ, thưa sư, con xin gọi tiếp. Dạ vâng, ban tổ chức xin mời tiếp tục các hành giả. Ban tổ chức xin mời hành giả Lại Văn Thuần. Dạ, anh Thuần có trình pháp không ạ? Dạ, dạ xin mời anh, ban tổ chức xin mời mình. Dạ. Dạ, vâng, không ạ, vâng, kính chúc sư phụ mạnh khỏe. Ừ, đang ở bên Bồ Đề à? Vâng ạ, con đang ở Bồ Đề Đạo Tràng ạ. À, dạ, thú nành thai, cứ tiếp tục tu tập ở đấy cho chứng quả đi nhá. Cảm ơn sư phụ ạ. Dạ, ban tổ chức xin... Vâng, con xin thành kính đảnh lễ sư ạ. Dạ. Ở nhà có... Tôi cho con hỏi là... khi mà con học về cái vi diệu pháp ấy thì... ví dụ pháp có lấy ví dụ là chư thiên hay là ma vương là những đối tượng không có bản thể chân tướng ấy ạ. Thì cái đấy con muốn hỏi là họ là những người mà mình vẫn nhắc tới họ mà tại sao họ nói họ không có bản thể chân tướng ạ? Thì trong tất cả các pháp hữu vi đều không có cái bản thể chân tướng gì cả, không có cái tự ngã gì hết ấy. Nhưng mà do mình ảo, cái người tà kiến người ta nghĩ là nó có cái tự ngã ấy. Có rất là nhiều, kể cả chư thiên người ta cũng hay chấp vào những cái tự ngã, người ta nghĩ là có những vị chư thiên người ta sống ở những cái cõi thiên giới rất là lâu năm, người ta nghĩ rằng đây là cõi thường hằng thường tồn tại ấy. Hay là nhất là các vị đại phạm thiên, người ta cứ nghĩ rằng ta là cái đại phạm thiên, là sáng tạo chủ, hóa sinh chủ, là thiên chủ của các cái loài đã sinh hóa sinh, là một cái đấng chúa tể, đấng quyền năng, đấng tự ngã, tự tôn. Thì đấy là những cái tà kiến của những chúng sinh ở cõi nào cũng có, cõi người cũng có, cõi chư thiên cũng có. Cái nhất là các cái nhiều các cái tôn giáo thì người ta thường hay cho rằng có một cái đấng có quyền năng, hay là cái đấng vĩnh hằng, thì người ta cho rằng đấy là một cái bản ngã, bản thể. Nhưng còn với cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật thì tất cả chúng sinh trong tam giới, từ con người hay là súc sinh hay là chư thiên hay là phạm thiên, tất cả các chúng sinh nào thì cũng không có tự ngã, không có bản thể gì hết. Chỉ là cái danh sắc này nó vô thường, khổ, vô ngã, sinh diệt liên tục, do con người không nhận ra cái điều đó cho nên là chấp là có tự ngã. Còn khi mà tuệ chi ra được điều đó rồi thì mình hiểu ra cái vô ngã thì mình giác ngộ. Mình giác ngộ thì chứng niết bàn. Còn những người không giác ngộ tà kiến thì cứ luôn hồi sinh tử hoài hoài. Đấy là chỉ khác nhau vậy mà. Dạ vâng, con xin thành tâm đảnh lễ sư ạ. Con đang tiện lắm ạ.
Dạ, ban tổ chức xin mời hành giả tiếp theo. Ban tổ chức xin mời hành giả Quốc Anh. Quốc Anh ạ. Dạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ, con xin kính anh để thưa. Dạ, con muốn hỏi về niệm hơi thở. Câu hỏi là khi con hành thiền, lúc mà con thấy hơi thở vào, lúc sau con thấy hơi thở ra á, thì cái đoạn ở giữa đó thì tâm con để ở đâu và như thế nào? Tại vì là con có thử lúc mà con để thư giãn quá thì là một chập là con quên hơi thở liền. Còn nếu mà lúc mà con quá để ý thì là thành đeo con chú ý hơi thở quá, nó căng thẳng quá, nên là con không biết. Nếu mà mình còn thấy cả cái khoảng mà nó trống ở giữa hơi thở vào hơi thở ra thì đã là chăm chú quá rồi. Nó chăm chú chỉ cần biết hơi thở vào này, biết hơi thở ra, khi nó thuần thục rồi thì mình sẽ biết này, hơi thở bắt đầu vào này, đang vào và kết thúc đi vào. Biết cả ba giai đoạn của một hơi thở đi vào nhá. Hơi thở đi ra nó cũng có ba giai đoạn này, bắt đầu đi ra này, đang đi ra và nó kết thúc cái đi ra. Thì mình biết được cả ba thời điểm ấy. Ba thời điểm của một hơi thở đi vào, ba thời điểm của một hơi thở đi ra, gọi là nhận biết toàn thân hơi thở. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vào bị ấy tập đấy. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Thì nếu bây giờ cái tâm nó mà hay bị trống quá thì tập theo cái cách đấy. Cho nó thuần thục với cách đấy đi, là cái hơi thở nó sẽ trở nên vi tế, nó trở nên an tịnh, là có thể nó sẽ đắc định được. Nhưng mà nhớ là vẫn tự nhiên nhá, vẫn nhẹ nhàng, vẫn tự nhiên, không có quá là căng thẳng, không quá chăm chú nhỉ. Dạ, ban tổ chức xin mời hành giả tiếp theo, hành giả Phúc Tuệ ạ. Dạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Dạ. Con thì cũng không có gì để trình hôm nay. Con ở nhà thì cũng bận việc đời cho nên việc cuộc sống, nên nhiều khi cũng không ngồi, cũng không được an lòng. Nhưng mà hàng ngày con vẫn có duy trì được các thời hàng ngày không? Vâng, con vẫn duy trì các thời hàng ngày, một ngày con vẫn duy trì 3 thời, sáng, trưa và tối. Thế vâng. Được rồi. Cứ duy trì đều đặn như thế là được. Thế có giữ được các giới không? Ngày bắt quan trai giới có thọ trì đâu? Có, con cũng có thọ trì các ngày trai giới. Thôi thế là tốt rồi, với lại cố gắng hàng ngày thu thúc các căn. Nhưng mà những trải nghiệm tỉnh giác còn vẫn làm việc đời. Con vẫn phải làm việc những ngày trai giới. Con chưa nghỉ được. Thế cứ cũng được, giữ được thì vẫn hơn là không giữ. Giữ để nó có một cái ý chí là mình sẽ thọ trì bát quan trai giới. Còn nếu như hôm nào mà mình có thể nghỉ được hết cái ngày hôm đấy để mình chuyên tu cộng với bát quan trai giới nữa thì cái phước lành hôm đấy nó sẽ tăng gấp bội. Còn mình vẫn phải đi làm thì nó cũng có được một chút về cái sự thu thúc thì cũng được. Con ngồi bây giờ thì cái bát vào hơi thở thì cũng dễ hơn, ngồi cả một cái bát thở vào hơi thở ngay. Cũng nhiều việc đời cho nên ánh sáng lúc có lúc không. Không có không được đều. Trong là tình trạng phải hành các thiền bảo hộ nữa. Thì ở trong thế gian thì mình phải hành các thiền để tâm từ bi hỷ xả nhiều, niệm sự chết nhiều để cho nó phải tham ái với cuộc đời. Con xin chia ăn thư. Ban tổ chức xin mời hành là Diệu Hòa. Dạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Chưa có tiếng. Vẫn còn tắt này. Bên đấy vẫn còn. Dạ, hành là Diệu. Vâng, con kính bạch sư ạ. Vâng, con kính bạch sư ạ. Con ít hành thiền tại con để hành thiền được buổi sáng thôi. Còn cái thời thiền khác thì con thiền
con ngồi một tí rồi con có thời gian. Vâng, rồi con cũng chịu khó con giữ giới, nhưng cái giữ giới của con cảm nhận nó cũng chỉ là mức độ là có giữ giới, chứ nó không phải là thế thì phải hành thiền giữ giới một chút nhá. Ví dụ như là trong cái lúc ngồi thiền ấy, nhắm mắt lại niệm giới ấy. Quả thật các giới ta đang thọ trì, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu này. Cả năm giới không có giới nào bị đứt này, không có giới nào bị nùng, không bị nhiễm ô giới nào cả. Hoan hỉ với cái việc giữ giới đó. Thì một chút là được. Dạ. Cứ ngồi nhận biết hơi thở nhẹ nhàng tự nhiên như thế, không cần phải nghĩ là mình có đạt được cái gì, không cần nghĩ là mình phải có kết quả gì, chỉ cần ngồi một chút cho tâm nó được an tịnh một chút, nó được thảnh thơi, nó an vui một chút là được. Dạ, ban tổ chức xin mời hành giả Nguyễn Hữu Lương ạ. Hành giả Nguyễn Hữu Lương có trình pháp ạ. Xin mời mở cửa cong. Dạ, ban tổ chức xin mời hành giả Cẩm Châu ạ. Dạ, ban tổ chức xin mời hành giả có nick đang là iPhone. Chắc không có người đấy, chắc đi ra ngoài. Dạ, ban tổ chức xin mời hành giả có nick là anh. Dạ, ban tổ chức xin mời hành giả Võ Thị Son ạ. Anh. Dạ đây, vâng, hành giả anh ạ. Vâng, để ban tổ chức mở mic ạ. Dạ. Dạ, con kính bạch sư ạ. Ừ. Dạ, con kính bạch sư là con cảm thấy là cái việc thực hành pháp của con mà con thực hành ở ở nhà, ở tại nhà nó không được tốt lắm. Cho nên là mà con cảm thấy là nếu mà con tham gia những cái khóa thiền ở thiền viện hoặc ở chùa thì con cảm thấy là mình có tiến bộ, còn ở nhà thì nó tiến bộ hầu như là không có tiến bộ hoặc là tiến bộ rất là ít. Cho nên là con cảm thấy như là cái việc hành thiền của con giống như là người ta có cái ví von là mình đun một cái bình nước sôi mà mỗi ngày nó chưa kịp sôi thì sáng hôm sau mình lại phải đun lại từ đầu. Tức là nó không có cái sự tiếp nối. Cho nên là con cảm thấy như là không biết là mình chắc là mình bị phân tâm nhiều quá, mình bị có nhiều những cái việc đời nó phân tâm quá, hay là cái việc những cái việc hành pháp của con nó có cái vấn đề gì mà nó chưa được rốt ráo, thì mong sư là hướng dẫn thêm giúp con ạ. Ừ, cứ kệ nó nhá, đừng quan tâm đến cái câu nói. Thực ra câu nói nó không phải của Phật đi, chỉ là một cái cách, một cái câu để trong cái khóa thiền mọi người sách tấn nhau để giữ cái chánh niệm miên mật trong cái khóa thiền đấy thôi. Còn hành thiền cả đời, hành thiền nhiều đời nhiều kiếp, cái chuyện đó là bình thường. Thì anh thời nào mình cũng phải chấp nhận cái hoàn cảnh ở cái thời đấy. Cái lúc mà tu tập ở trong thiền viện thì mình miên mật được, cho nên là cái hỉ là cái công phu nó có kết quả hơn. Còn ở nhà thì vướng bận việc đời, cho nên là cái việc hành thiền nó không thể tốt như ở trong chùa được. Mình không được đòi hỏi là hành thiền ở nhà cũng phải giống như ở chùa. Không được đòi hỏi chính mình vậy. Đòi hỏi vậy mà mình phải cảm thấy hài lòng và hoan hỷ và an vui với những cái thời thiền ở nhà. Dù là ở nhà nó nhiều phiền não hơn, nó bận rộn hơn, tâm nó loạn hơn, nhưng mà ngồi được một thời, mình vẫn phải cảm nhận được cái sự an vui trong một thời đấy. Tức là tự mình phải cảm nhận nó có nhiều lợi ích, nhiều công đức, nhiều cái sự an lạc.
trong cái thời thiền này, mình biết là giữa cái cuộc đời bận rộn như thế này, năng xăng như thế này mà mình vẫn dành ra được một thời, một tiếng, hai tiếng để ngồi thiền như thế này, đấy là quý báu rồi. Mình phải hài lòng và hoan hỷ với điều đó nhá. Chứ đừng đòi hỏi là phải giống như ở chùa. Khi nào mình về thiền viện, về chùa mình tập thì lúc đấy mới đòi hỏi cái kết quả. Chứ đừng có nghĩ là giống như nồi nước để đun thì lúc lại dập đi lại đun lại. À, mà ở đây là giống như là một cái người mà đang đi trên một cái con đường ấy. Ví dụ hôm nào mình có thời gian mình đi nhiều thì hôm đấy mình sẽ đi được một đoạn đường dài. Cái hôm nào mà mình ít thời gian mình đi một thì hôm đấy mình sẽ đi được một đoạn ngắn. Nhưng mà mình đi được đoạn nào thì cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của cái đoạn đấy á. Cái con đường đi đến Niết Bàn, có thể mình đi một đời này, có thể mình đi nhiều đời, nhiều kiếp. Thì cuối cùng mình do mình thực hành giới định tuệ này cho nên mình sẽ đi đến đích. Còn nếu mình không đi thì mình cứ dừng chân ở đấy hoài hoài. Nên cứ tập một thời là được một thời, là được cái công đức, được cái phước lành, được những cái ba la mật trong một thời đó. Và mình hãy hài lòng hoan hỷ với điều đó. Mình thiền như vậy thì tâm mình nó luôn luôn an vui, không đòi hỏi, không mong cầu, không so sánh, không tính toán gì cả. Thì nó mới không sinh ra cái hoài nghi, bất mãn. Cứ tiếp tục hành như thế đi. À, như thế nào mà kệ nó, không cần nghĩ đến kết quả, mà chỉ cần nghĩ đến sự thực hành, tinh tấn thực hành thôi. Ừ, dạ, với lại là sắp tới con cũng muốn đăng ký mấy cái khóa thiền ở thiền viện Phước Sơn do ngài Sarana, với lại mấy cái khóa thiền khác nữa, thì con muốn hỏi là con tham gia những cái mà nó không phải là cái thiền hơi thở mà sư hướng dẫn, thì sư cho con hỏi là con đang thực hành cái thiền hơi thở này mà bây giờ đi qua mấy cái cách khác như vậy thì nó có ảnh hưởng gì không ạ? Không ảnh hưởng gì nhá. Các cái pháp thiền, các cái pháp của Phật chỉ hỗ trợ nhau thôi. Các cái thiện pháp ấy nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Mình có thực hành thiền hơi thở rồi mà bây giờ tham gia những cái khóa thiền quán đấy, nó sẽ làm cho cái khóa thiền quán đấy có được những kết quả cao. Khi mình đã thực hành những cái khóa thiền quán rồi lại quay về hành thiền hơi thở, nó cũng sẽ làm cho cái sự thực hành thiền hơi thở tốt lên. Không vấn đề gì đâu. Ở cái giai đoạn này mình đang còn đi học hỏi, tập mỗi thứ một chút thì vẫn được. Khi nào mình vào một cái trường thiền nào đấy rồi thì mình hãy chuyên tâm, chuyên sâu. Bao giờ mà chuyên tu ấy nhá, chuyên sâu thì lúc đấy mới cần thực hành một pháp rốt ráo. Còn bây giờ thì cứ đi tích lũy những và học hỏi những cái pháp này, chỉ hỗ trợ nhau chứ không ảnh hưởng gì, đừng lo. Dạ, con tri ân sư ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu chính pháp từ vấn đề từ hành giả Cẩm Châu ạ. Dạ, thưa sư, hành giả từ Cẩm Châu có bạch rằng tâm con mấy hôm nay là rất kích động ạ, và bàng hoàng lo người em họ vừa làm chung tự vận ạ. Con xin sư cho con xin phương pháp vượt qua sự căng thẳng này ạ. Cái đấy sẽ có sự kinh cảm, sự chấn động, sự căng thẳng, nhưng mà mình luôn tư duy về nghiệp và quả của nghiệp ấy. Mình biết rằng đây là một cái nghiệp bất thiện nó trổ quả, thì cái chuyện là sinh tử nó là chuyện bình thường thôi, mỗi người có những cái cách chết khác nhau. Nhưng mà biết là bây giờ cái người chết đấy đi đầu thai tái sinh về một cái cõi sống khác rồi. Thì và mình chỉ quán rằng là cái sinh tử nó vô thường như vậy. Mình bây giờ mình chỉ suy xét rằng đấy, một cái người sống ở trên cuộc đời có nhiều hoài bão, có nhiều tham vọng, có nhiều cái sự chấp trước, đây là ta, là của ta, nhưng khi chết thì sẽ chẳng mang theo được gì cả. Thì mình chỉ cần tư duy như thế để mình thấy cái cuộc đời này vui ít khổ nhiều, để nhàm chán thì mình biết rằng chỉ có cái mình tạo ra được những cái công đức, cái phước lành hay những cái công phu tu tập này nó mới chắc chắn, nó mới bền vững, nó mới đi theo mình thôi. Còn ở cuộc đời nó thế. Cuộc đời thì mỗi người có những cái nghiệp khác nhau, như chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai. Trên đời người ta vô vàn những cách chết. Có những người chết tự tử thì cũng là chuyện bình thường, người ta chán sống này. Thì chết thì đấy cũng là một cái nghiệp. Nên là mấy ngày đầu, một thời gian đầu thì nó sẽ kinh cả, nhưng nó cũng phải nguôi đi dần dần. Mình phải cố gắng hành thiền để bớt suy nghĩ về cái chuyện đó đi.
tức là cố gắng gạt những cái chuyện đấy ra khỏi tâm, đừng để ám ảnh nhiều, đừng bị cái chuyện này nó làm cho mình quá là ám ảnh. Rồi vài hôm rồi nó sẽ hết, nó lại trở lại bình thường. Dạ con thưa sư, con xin tiếp tục gọi các hành giả khác ạ. Ừ. Dạ ban tổ chức xin mời hành giả Galaxy A7 2016 ạ. Hành giả Galaxy A7 2016 có trình pháp không ạ? Dạ vâng ạ, ban tổ chức đã mở mic ạ. Mời chú ạ. Dạ, chào cả hành giả không trình pháp. Dạ ban tổ chức xin mời tiếp hành giả là Nguyễn Hữu Lương ạ. Ban tổ chức xin mời hành giả Trần Kim Thu. Ban tổ chức xin mời hành giả Tuệ Đức ạ. Ai muốn trình pháp vui lòng bật các cam ạ. Yên. Dạ vâng. Ban tổ chức xin mời hành giả Yên ạ. Dạ hành giả Yên có trình pháp không ạ? Ban tổ chức xin mời mình. Dạ ban tổ chức xin mời hành giả Biên Tuệ Lực ạ. Dạ ban tổ chức đã mở. Xin chào. Dạ. Con la xin chào sư ạ. Ừ. Dạ vâng, cho sư cho con xin hỏi một câu là khi mà cái tâm của mình hàng ngày, khi mà trong cái cuộc đời sống hàng ngày thỉnh thoảng khởi lên những cái tư tưởng, cái vọng tưởng ấy, thì đấy là do cái nghiệp, là cái bản chất của cái tâm. Cái vọng tưởng của mình thì nó là do cái tâm nó phóng dật này nó sinh ra thôi. Còn chứ cái đấy nó, cái nghiệp đấy là do các cái căn của mình thấy những cái cảnh này. Mình thấy cái cảnh tốt thì đấy là nghiệp tốt, mình thấy cái cảnh xấu là đấy là nghiệp xấu. Còn khi mà mình thấy cảnh rồi mình lại tác ý thì cái đấy là cái do cái chi kiến ở hiện tại. Do cái chi kiến ở hiện tại. Còn cái vọng tưởng ấy thì nó là do cái tâm của mình phóng dật thôi. Không phải là do ấy đâu, không phải do nghiệp đâu. Nghiệp thì nó cũng có một phần, nó cũng có liên quan, nhưng mà chủ yếu là do cái tác ý ở hiện tại này chính. Tức là trong cái đời sống hàng ngày, ví dụ như là mình nó tự động nó khởi lên đấy, tự động khởi lên đấy, khởi các cái thông tin và những cái cục quá khứ hoặc là những cái của hiện tại tự động nó khởi lên đấy. Đấy nó là cái vọng tưởng. Ừ, nó chỉ là cái vọng tưởng, nó chỉ là cái tâm năng xăng ở hiện tại thôi. Thì chỉ cần quán là cái tâm thì nó luôn luôn sinh diệt và nó luôn luôn năng xăng như vậy. Thì cái việc hành thiền để mình chú tâm lại cho nó bớt cái phóng dật, bớt cái năng xăng ấy đi. Bớt đi rồi nó định tĩnh lại. Thì sau đó mình phát triển cái tuệ quán để mình thấy ra các cái sự thật, giác ngộ ra các sự thật để đoạn trừ đi những cái phiền não. Có những cái vọng tưởng ấy là những cái suy nghĩ nan man ấy. Có những khi mình suy nghĩ những điều chân chánh, có những khi mình suy nghĩ những điều xấu. Ví dụ như là mình tư duy, mình suy nghĩ về các ân đức Phật, mình suy nghĩ về nhân quả nghiệp báo, mình suy nghĩ về những cái vô thường khổ vô ngã. Thì đấy nó là những cái suy nghĩ mà mình chủ động mình suy nghĩ. Thì cái đấy nó là nghiệp. Còn đôi khi cái tâm nó cứ tự nan man, nó suy nghĩ này kia, thì cái đấy nó cũng là những cái vọng tưởng bình thường, không vấn đề gì. Nhưng mà cũng có khi mình suy nghĩ những điều xấu, mình suy nghĩ về sát sinh, trộm cắp, tà dâm, mình suy nghĩ những cái điều tham dục sân hận đấy, thì tự cũng là những cái vọng tưởng, những cái suy nghĩ đấy có khi nó hướng đến những cái chuyện xấu thì nó lại để lại những cái nghiệp xấu. Và con xin tiếp chú nhỉ. Dạ, ban tổ chức xin mời hành là iPhone ạ. Dạ, hành là iPhone có trình pháp không ạ? Dạ vâng ạ, hành là iPhone có trình pháp không ạ? Cô có trình pháp không ạ? Dạ, có không ạ? Dạ vâng. Dương Văn Hoàng. Dương.
vâng, ban tổ chức xin mời hình là Lương Văn Hoàng Hoàng. Dạ. Dạ, con chào sư ạ. Ừ. Dạ, sư ơi, sư cho con hỏi một câu. À, khi ngồi thiền thì con thấy rất là thoải mái. Ừ. Nhưng mà khi xả thiền ra và mình có các hoạt động hàng ngày sư, ừ, thì mình lại hay bị cảm thấy là rất là khó chịu. Ừ. Không có tránh nhiệm được trong các hoạt động này. Ừ. Thì sư cho con hỏi làm nào để con có thể tránh nhiệm được tốt hơn trong các hoạt động cuộc sống hàng ngày được. Ờ, vậy thì phải hành cả thiền về tâm từ ấy. Hành thiền tâm từ thì nó sẽ với lại thiền niệm về sự chết nữa. Như là ngồi thiền thì mỗi ngày ngồi đều đặn không? Ngồi nhiều không? Bao nhiêu thời? Dạ, con ngồi được buổi sáng và buổi tối ạ. À. Hai thời. Mỗi thời được bao lâu? Dạ, thì con mới tập thì nó dao động được khoảng 40 phút tiếng. Ừ, đấy, phải cố gắng ngồi được tiếng nhá, tiếng hơn tiếng. Rồi cũng phải dành ra khoảng 20-30 phút để rải tâm từ ấy. Ví dụ nhắm mắt lại xong là mình hướng tâm đến mọi người mà mình hay thường gặp ấy, xung quanh mình ấy. Mình tác ý là cầu mong cho họ thoát khỏi những hiểm nguy, cầu mong cho họ thoát khỏi hiểm nguy. Tức là mong muốn cho mọi người thoát khỏi những nguy hiểm về chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, những cái tai nạn, những rủi ro, những cái bất hạnh trong cuộc đời ấy. Thì mình cảm giác như mọi người vừa đã thoát ra khỏi những hiểm nguy như vậy và mình cảm thấy an vui với những cái điều đó. Khi mà mình có cái tâm từ như vậy thì trong cuộc sống mình sẽ bớt khó chịu. Mình sẽ cảm thấy cái tâm nó thoải mái, nó an lạc. Ngủ trong an lạc, thức trong an lạc, mình không khó chịu với những cái ngoại cảnh gì. Trong cuộc sống nó cần vậy đấy. Còn cũng có lúc thì mình cần niệm về sự chết ấy. Cái niệm là, ví dụ như mình niệm một cái xác chết mà mình đã từng thấy, mình niệm xác chết bất tịnh. Xong là mình niệm sự chết trên mình một chút, chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết. Xong mình tưởng tượng như mình cũng chết như cái xác chết ấy. Thì tự nhiên đến trong cuộc sống hàng ngày mình sẽ không coi, tức là cái tâm của mình nó không bị căng thẳng, nó không bị ức chế, không bị áp lực, không bị coi một cái gì đó là quá là quan trọng. Mình thấy là cuộc sống này nó giả tạm, nó mong manh. Và mình sẽ không thể mang cái gì đi được. Vậy cho nên là khi được cái gì hay là mất cái gì, mình cũng không bất an, tức là không bị no nắng, căng thẳng, bất an với những cái chuyện được mất, khen chê, yêu ghét ở trên đời. Thì chính vì vậy nên là mình sẽ cảm thấy nó tự nhiên, nó thanh thản, nó thảnh thơi, nó tự tại. Đấy là những cái mình cần phải cái pháp gọi là thiền bảo hộ, phòng hộ cho mình, có cái sự tự tại giữa thế gian là vậy. Cảm ơn sư ạ.